chương 600, nghĩ thông suốt, chào ông nội, cháu là Đàm Hy. 5 giờ 40 chiều, chiếc Land Rover tiến vào nhà cũ, đích thân bác từ ra mở cửa. Cậu hai, cô Đàm, Lục Trinh giới thiệu Đàm Hy, đây là bác tư, quản gia lớn nhất của nhà họ Lục. Chào bác từ cô lên tiếng chào hỏi, ừm ông vui vẻ đáp lại, vào nhà đã rồi nói chuyện trong lúc đó không khỏi liếc nhìn Đàm Hy, tướng mạo xinh đẹp, khi cười giống như đóa hoa nghênh đón mùa xuân. Chẳng trách cậu hai xưa nay lạnh lùng lại thích cô ấy ba người vào phòng thay dép đi trong nhà còn chưa kịp vào bên trong đã thấy bà cụ chạy ra đón hai cháu đến rồi đàm hy gọi bà nội cháu không biết là có thích ăn loại trái cây nào cho nên cháu mua mỗi loại một chút nhóc con này đến chơi thôi còn mua trái cây gì nữa hả tuy nói vậy nhưng nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ cứ đến cuối tuần tuy lục trinh cũng về nhà nhưng suy cho cùng vẫn là cháu gái có lòng không hai tay trống không chỉ nói cho có lục ra không thiếu gì chút trái cây chẳng qua chỉ là vấn đề tâm ý mà thôi. Bà cụ ngoài miệng nói lãng phí, nhưng thực ra trong lòng ấm áp ngọt ngào, còn có niềm vui mừng cháu trai ngốc nghếch của tôi cuối cùng cũng có vợ lo lắng cho rồi. Chẳng phải là lo lắng hay sao, lục trinh cái gì cũng tốt, nhưng lại không mấy bận tâm đến chuyện giao tiếp xã hội. Nếu không phải bàng gia và lục gia mang lại xuất phát điểm đủ cao cho anh, thì không biết với tính cách cao ngạo lạnh lùng ấy của anh liệu có tồn tại được trong xã hội này không nữa đến nay cuối cùng cũng có một cô bạn gái cẩn thận tỉ mỉ ở bên cạnh chỉ điểm sắp xếp lo lắng vụ vén nghĩ ra thì hai chai rượu và chỗ trái cây này có lẽ đều là chủ ý của đàm hy bà cụ đặt rượu và trái cây sang một bên sau đó thân thiết kéo tay đàm hy đi vào bên trong nhóc con cháu đến đúng lúc lắm tiểu long bạo nhân súp vừa mới ra lò vẫn còn nóng hổi đó tranh thủ còn nóng cháu vào nhà bếp ăn thử đi đàm hy vừa định nói vâng ạ những lời nói đã đến miệng đã bị hai tiếng ho khẽ của lục trinh chặn lại anh nói đi chào ốm trước đã. Bà cụ vội vàng gật đầu liên tiếp, là tại bà, suýt nữa thì quên mất đấy, các cháu đi chào ổng đi. Đàm Hy chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, tuy trước kia từng gặp một lần khi còn ở Bồng Lai, nhưng ấn tượng của ông cụ và cô về nhau đều không tốt lắm. Quan trọng là lúc đó vì nói giúp bà cụ cho nên cô còn ăn nói lỗ mãng với ông cụ. Thông thường, những người cố chấp đều thù dai nhớ lâu. Cho nên trước khi đến đây Đàm Hy đã có dự cảm là cửa ải này sẽ không dễ dàng vượt qua được lúc này lục giác dân đang ngồi trên sofa tay cầm tờ báo gương mặt già nuông nghiêm nghị có cảm giác trông giống như những bậc tiền bối thời phong kiến vẻ mặt tươi cười của đàm thủy tâm đột nhiên thu lại ra sức nháy mắt ra hiệu cho ông cụ đã nói là ôn hòa bình tĩnh cơ mà ông đúng là đồ lừa đảo ném cho bà cụ một ánh mắt mặc kệ tôi lục giác dân đặt tờ báo xuống rồi lại ung dung bình tĩnh gấp lại đặt lên bàn trà lúc này mới liếc nhìn lục trinh và đàm hy vừa bước vào phòng đến rồi hà uy nghiêm lạnh lùng nghiêm túc lục trinh gọi một tiếng ông nội sau đó đặt tay vòng qua eo đàm hy hơi kéo vào trong lòng đây là bạn gái cháu đàm hy nếu đã đến đây rồi thì đàm hy không định làm bộ làm tịch nữa cô thích lục trinh cũng nguyện vì anh cố gắng hết sức để ông già cứng đầu này có chút ấn tượng tốt về mình còn vấn đề cuối cùng ông có thể chấp nhận cô được hay không cũng không quan trọng lắm dù sao thì người có cần là lục trinh trừ khi anh không cần cô nữa nếu không không một ai có thể ảnh hưởng được đến tình cảm của họ nghĩ vậy đàm hy bỗng thấy không còn thấp thỏm bất an nữa cô không quản được người khác chẳng lẽ cũng không thể quản nổi bản thân mình hay sao làm chuyện nên làm kiên trì với điều cần phải kiên trì cho dù kết quả không được như dự liệu nhưng ít nhất cô cũng đã từng cố gắng còn tốt hơn nhiều so với những người trốn tránh không có dũng khí để đối diện với vấn đề chào ông nội cháu là đàm hy lần thứ hai gặp mặt mong được ông dạy bảo tiếng gọi ông nội này quá dứt khoát không chỉ ông cụ và bà cụ ngẩn người, mà ngay cả Lục Trinh cũng cảm thấy không thể tin được. Anh tưởng rằng cô nhóc của anh vẫn tiếp tục ngại ngùng, khụ. Dù sao thì cũng đã có dự liệu từ trước, nhưng không ngờ đột nhiên lại có sự thay đổi hoàn toàn, từ nụ cười, cho đến giọng điệu đều không có chút tâm trạng không tình nguyện nào. Không giống như chỉ chào cho có lệ, phải biết rằng câu chào ông nội dứt khoát đó không có chút giả tạo nào cả. Bà cụ cực kỳ mừng rỡ, vội vàng nháy mắt với lục giác dân, ông còn ngẩn ra đây làm gì cháu nó gọi ông đấy, dù sao cũng phải trả lời chứ. Trong lòng lục giác dân không được bình tĩnh như bề ngoài. Thực ra tất cả sự thù địch của ông cụ đối với Đàm Hy đều xuất phát từ chuyện của cô và Tần Thiên Lâm, nay Lục Trinh đã xử lý ổn thỏa hết chuyện đó, dường như ông cũng không còn lý do gì để tiếp tục mặt nặng mày nhẹ với cô nữa. Hơn nữa, tiếng chào ông nội kia đã khiến ông thấy thực sự thoải mái. Sau một hồi suy tư, sắc mặt Lục Giác dân dân hòa hoãn hơn, ừm, nếu đã đến đông đủ rồi thì ăn cơm thôi. Đàm Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bới móc châm chọc. Trong lòng cô thầm nghĩ, ông lão Hổ Ly đã nhìn quá quen chuyện anh lừa tôi gạt trên thương trường như ông cụ có lẽ sẽ quen ra oai với người khác, nhưng không ngờ ông cụ lại dễ dàng. Bỏ qua cho cô như vậy, Đàm Hy cảm thấy có chút khó tin, quay đầu lại nhìn Lục Trình. Lục Trình nhún vai, biểu hiện anh cũng không rõ chuyện gì. Chỉ thấy bà cụ hai mắt sáng lên, xem ra ông cụ đã nghĩ thông suốt rồi. Cũng đúng thôi, một cô gái khiến người khác yêu thương như Hi Hi có ai gặp lại không quý miến chứ. Bữa tối rất thịnh soạn, xem ra đã tốn không ít tâm tư, trong đó món cá thái lát hầm và tiểu long bao nhân sốt là món đàm Hi thích ăn, không ngờ bà cụ vẫn còn nhớ, bỗng cảm thấy vô cùng cảm động. Bác Từ và dì Hà ngồi cùng bàn ăn, mọi người nói cười vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Không biết tại sao, đột nhiên để tài chuyển sang đàm Hi. Chương 601, chuyện khoe chim, bất lực cứu vãn tôn nghiêm, dì hà cô đàm quen biết cậu hai thế nào vậy bàn tay đang gắp miếng cá lát của đàm hy bỗng khựng lại giữa không trung suýt nữa thì không ổn định được quen biết thế nào he he thực sự là một lời khó nói hết được cô nên nói là nước suối yên lặng chảy róc rách hay là vừa gặp phong văn hóa thành rồng trước ánh mắt mong đợi của dì hà đàm hy nghĩ ngợi một lúc lúc đó anh ấy đang đi đua chim đi dạo thì bị cháu nhìn thấy khụ khụ a à trinh có sao không cháu bà cụ lo lắng nhìn đứa cháu trai ngoan rượu này nặng lắm cháu uống chậm thôi nhưng lục trinh chỉ xua tay không sao ạ à, sau đó nhìn đàm hy với ánh mắt cảnh cáo đàm hy nhún vai tiếp tục gắp thức ăn ánh mắt gì hà nghi hoặc cậu hai bắt đầu nuôi chim từ bao giờ vậy bà cụ cũng thấy khó hiểu mấy lần trước đến bồng lai bà chỉ nhìn thấy có một chú rùa ở trong bể cá làm gì có chim lục trinh đàm hy đề tài này không thể tiếp tục được nữa rồi cũng may mọi người đều không quá băn khoăn mãi đến chuyện chim của lục trinh tiếp tục vừa ăn cơm vừa cười đùa. Ngay cả ông cụ ngày thường vốn nghiêm túc thỉnh thoảng cũng nói đôi câu. Sau khi ăn cơm, dì Hà dọn dẹp bát đĩa, đàm hy bị bà cụ kéo sang phòng khách trò chuyện. Nào, uống cốc trà mạn, thanh lọc dạ dày. Đàm hy giơ tay đón lấy, vừa ngửi đã biết là trà ngon, trà nghệ giỏi, cảm ơn bà nội. Không có gì bà cụ nối ngay bên cạnh, hôm nay cháu và A Trinh đến đây, ông bà đều rất vui. Đàm Hy mỉm cười yên lặng lắng nghe, không rõ rốt cuộc bà cụ đang muốn nói gì, cho nên cũng không dám tùy tiện mở lời. A Trinh thỉnh thoảng có đi về một vài lần, ngày thường có thêm tiểu tử, tiểu hà, nhà này tổng cộng có bốn người, tuy không đến nỗi vắng vẻ nhưng suy cho cùng cũng hơi quạnh quẽ. Bây giờ bà chỉ mong chờ chuyện của cháu và đàm hy nhanh chóng được quyết định như vậy thì chắc trai mới sớm có hy vọng được. Đương nhiên, câu cuối cùng đó bà cụ cố nhịn lại, không thể dọa cô bé sợ, nhớ cô bé chạy mất thì phải làm sao. E.C. Đàm Hy vừa nghe vậy, thấy hơi ngẩn người, ý của từ quyết định bà cụ nói là Kết hôn sao, bà nội, cháu thấy tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hình như câu trả lời này là an toàn nhất. Đàm Thủy Tâm vừa nghe vậy, liền hơi khựng lại, vỗ tay cô cũng đúng. Nhưng ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ thất vọng khó che. Giấu, Đàm Hi mím môi, nói xin lỗi. Cô bé ngốc, đang yên đang lành sao lại xin lỗi làm gì? Tại bà sốt ruột quá, bên kia, Lục Trinh và ông cụ đi từ thư phòng ra, thần sắc hai người đều bình tĩnh, Xem ra nói chuyện cũng khá thuận lợi Bà cụ vẫy tay Trà thái bình hầu khôi vừa pha xong Hai ông cháu uống thử đi Uống trà xong Lục giác dân đột nhiên để nghị chơi bài bridge Lục Trinh không vấn đề gì Bà cụ cũng có thể góp một chân Cuối Cùng chỉ còn lại đàm hy Cháu ok ạ à, Lục Trinh xào bài Bỏ hai lá joker ra Mỗi người 13 quân bài Quy tắc chơi bài bridge không khó Xào bài xong Một bên ra quân bài Ba bên còn lại theo đó đánh ra một quân bài đánh xong một vòng bến thắng sẽ dựng đứng quân bài này lên bên thua sẽ đặt ngang mỗi vòng thắng được gọi là ăn một nước nhưng nếu muốn thắng bài thì cần phải dùng đến kỹ xảo đầu tiên là số học và logic bởi vì bạn cần tính toán quân bài thứ hai sẽ liên quan đến tâm lý học ví dụ như đối thủ sẽ thực hiện chiến thuật tâm lý mặc dù cũng có đôi khi là dựa vào may mắn nhưng mèo đen mèo trắng chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo điều này không thể phủ nhận được chơi xong mấy ván ai nấy đều có thắng thua nhưng rõ ràng Lục Trinh và Đàm Hy chiếm được ưu thế hơn. Không chơi nữa, ông cụ đứng dậy, đen xì mặt đi lên trên lầu. Đàm Thủy Tầm nhìn Đàm Hy cười xin lỗi, cầm cây gậy ba tong đuổi theo, ông đi chậm thôi, không có gậy thì sao đi lên lầu được chứ. Đàm Hy há hốc mồm, cho đến khi Lục Trinh nắm lấy tay cô, mười đầu ngón tay siết chặt. Đi thôi, ha, về nhà, chấm chấm chấm, ồ, buổi tối Lục Trinh uống rượu, cho nên đổi lại là Đàm Hy lái xe suốt đường đi cô nàng nào đó cứ muốn nói rồi lại thôi. Lục Trinh đóng cửa xe lại, ngăn cách tiếng gió bên ngoài, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh, nói đi, em muốn hỏi gì? E hèm, đàm hy hắng giọng vừa rồi ông bị sao vậy? Em đoán được ra rồi đấy thôi. Đàm hy bỗng nhiên bừng tỉnh, hỏa là và vì thua bài, ông cụ một lời không hợp liền bỏ chơi, còn ngang ngược hơn cả sở bá vương. Chẹp chẹp, phi diệu thật đấy. Em và anh đã nhường ông bao nhiêu ván rồi, sao ông vẫn còn nổi giận thế? Người đàn ông chống tay lên của xe, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn cô, trong con người còn nổi lên một chút men say. Anh chỉ nói, em cũng nói rồi đấy, nhiều lần, không phải là mỗi lần. God, lần nào cũng nhường á. Đàm Hy trợn trừng mắt chỉ cảm thấy không thể tin được, thế thì còn gì là thú vị nữa. Nhưng ông thấy thú vị, hình tượng gia trưởng nghiêm túc khắt khe của ông cụ trong mắt. Đàm Hy bỗng chốc sụp đổ, trở thành một ông cụ kỳ quái, nhưng Lục Trinh không nói ra rằng ông cụ đề xuất chơi bài bridge không phải là để giải trí sau bữa ăn mà là muốn báo thù. Dù sao thì ông cũng chưa bao giờ thắng được đứa cháu trai Lục Trinh, và Lục Trinh cũng sẽ không bao giờ cố ý thả cho ông thẳng. Sở dĩ ông gọi đàm hy, chẳng qua là vì tìm một người làm chống lưng. Không ngờ lại gặp phải kẻ cứng đầu, không chỉ thuần thục kỹ thuật chơi bài, mà mỗi lần thắng đều thẳng vô cùng hoàn mỹ. Điều này có nghĩa là gì? Một cô nhóc con vắt mũi chưa sạch còn chơi giỏi hơn cả ông. Trong lúc nóng giận, ngoài việc bỏ bài không chơi đi thẳng thì ông còn có cách gì cứu vãn được nữa không? Câu trả lời là không, chương 602, em có thể quấy, nhưng anh không được nhiều. Vế đến bồng lai đã là 9 giờ tối, đàm hy lật lung trong tủ một lúc, đều là quần áo mùa đông, không thể mặc được. Cô dứt khoát lấy một chiếc áo sơ mi nam ở ngăn tủ bên cạnh ra, vừa. Phạn che đi được chân, có thể làm váy ngủ tạm thời. Tắm rửa xong, sấy khô tóc, khi đắp mặt nạ có gọi điện cho hứa nhất sơn, hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt ngày mai đắp mặt nạ xong sau khi làm xong các bước chăm sóc ra đàm hy bưng một cốc nước ấm vào phòng tìm lục trinh người đàn ông vừa về nhà đã vào thư phòng đến bây giờ vẫn bận rộn chưa xong cốc cốc không đợi anh đáp lại đàm hy gõ cửa xong liền đẩy cửa bước vào phòng lục trinh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt đang cười tươi tắn của cô ánh mắt dần di chuyển xuống dưới bỗng nhiên hô hấp ngưng trệ lại áo sơ mi đen bao bọc xung quanh sao sao duyên dáng tạo nên sự đối lập với làn da trắng tuyết của cô, đen như màn đêm, trắng như tuyết trắng. Này, anh uống nước đi. Đàm Hy đưa cốc nước đến trước mặt anh. Lục Trinh giơ tay ra, nhưng không nhận lấy cốc nước, mà đặt tay lên cái eo thon của cô kéo lên trước một bước. Cô đứng còn anh ngồi, như thế đầu người đàn ông dựa sát vào cái eo mềm mại của cô gái, giống như một. Đứa trẻ đang làm nũng. Đàm Hy khựng lại, bỗng chốc cong môi lên, năm đầu ngón tay cố luồn vào cái đầu định ngắn củn đó của anh, nhưng đáng tiếc tóc anh quá ngắn em mặc thế này là để đến câu dẫn anh đấy à? Đừng tưởng bờ, đàm hy lùi lại phía sau nửa bước, nhét chiếc cốc cho anh, eo em còn chưa lành lại đây, anh đừng có nghĩ xiên sẹo gì đấy. Em mặc áo sơ mi của anh, lượn qua lượn lại trước mặt anh, lại còn yêu cầu anh không được nghĩ xiên sẹo. Yêu cầu này hình như hơi nghiêm khắc quá rồi thì phải. Nghiêm khắc á, đàm hy nhún vai, nhưng em hết cách rồi. Người đàn ông đứng vụt dậy, đàm hy định bỏ chạy, miệng còn kêu. Cứu tôi với chó sói sắp đến ăn thịt người rồi. Chó sói, đàm hy xoay người lại làm mặt quỷ với anh, lẻ lưỡi, lêu lêu lêu. Nhóc con, cứ để anh bắt được em xem. Cuối cùng, đúng là cô nàng nào đó đã bị bắt, không chỉ vậy còn bị chó sói đẻ dưới ghế sofa. Trong lúc giấy ruộng, áo sơ mi bị cuộn lên, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn và nội y thiếu phải đến đáng thương bên trong, vẫn là màu đen huyền bí, chỉ được cố định bằng hai sợi dây mảnh mai. Còn nói là không phải đến cầu dẫn anh hả? không ai bảo anh nhìn nhé đệch ông đây chuẩn men đấy không nhìn mới là có vấn đề là một cô gái thời đại mới em có thể quấy nhưng anh không được nhiều lục trinh nhéo một cái vào đùi cổ bây giờ anh quấy nhiễu đấy em có thể làm được gì nào đàm hy tức giận trừng mắt lưu manh để được ăn thịt anh không ngại lưu manh một lần à không hai lần đầu đêm nay rốt cuộc lục trinh vẫn thương tiếc cổ bị thương ở eo chỉ làm một lần khụ tuy thời gian hơi dài một chút nhưng động tác rất nhẹ trước khi rơi vào mộng đẹp đàm hy nhìn lên trần nhà không khỏi nghĩ thì ra cuồng phong gió lốc có cái hay của cuồng phong gió lốc gió nhẹ mưa phùn cũng có cái hay của gió nhẹ mưa phùn hai thái cực dù sao thì cũng đều khiến cô sảng khoái đến cực điểm ngày hôm sau chuông báo thức đúng giờ vang lên đàm hy duỗi người bỏ bàn tay người đàn ông đang đặt trên người mình ra rời giường đi đánh răng rửa mặt đi từ nhà vệ sinh ra lục trinh đã dậy rồi dựa vào đầu giường châm thuốc hút, nhà từng hơi thuốc. Sao anh không ngủ nữa đi? Đàm Hy nhặt sợi dây chun buộc tóc rơi dưới gối, buộc tóc đuôi ngựa cao. Em phải đi à? Người đàn ông nhíu mày. Vâng, đi đâu? Địa điểm tổ chức cuộc thi chung kết giao dịch viên chứng khoán AC ở Thanh Hoa Viên. Ánh mắt Lục Trinh lóe lên, nhưng Đàm Hy đã quay đi lấy nước hoa hồng nên không nhìn thấy. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu đen, bên trên còn có mấy chữ cái, phía dưới là quần bò đơn giản nhất thiết kế bó sát làm nổi bật đôi chân dài tinh tế, đặc biệt là thiết kế nâng mông trong sự thanh thuần mang theo sự duyên dáng yêu kiều của cô gái trẻ. buổi sáng lại là lúc dễ hưng phấn nhất, tiểu trinh trinh gần như lập tức có phản ứng. anh ít hại hơi thuốc thật mạnh, lúc này mới dần hồi phục lại. anh đưa em đi. không cần, em đi tàu điện ngầm đến nơi nhanh thôi. nói xong, cô đi đến bên giường, cúi người đặt một nụ hôn lên mỗi người đàn ông, hôn trộm thành công. nhớ phải nhớ em đấy. muas. sau đó cầm túi xoay người đi, không bao lâu sau đã chuyển đến tiếng đóng cửa, Lục Trinh hút thuốc xong, dập đầu thuốc đi, dậy đánh răng rửa mặt, động tác còn nhanh hơn cả đàm hy, chưa đầy 10 phút đã xong hết. Cầm chìa khóa xe, vội vàng đi ra khỏi nhà, 9 giờ 40 sáng, đàm hy đứng ở cổng thanh hoa viên, tay cầm một chiếc bánh quẩy. Tuy tướng ăn không ra làm sao, nhưng vì nhan sắc có thừa, cho nên vẫn bị vô số người quay đầu lại nhìn. 5 phút sau, hứa nhất sơn đã đến, trên vai còn đeo một chiếc túi máy ảnh đàm hy đưa phần bánh quẩy chưa động đến và sữa đậu nành cho anh ta bữa sáng cho cậu đấy người đàn ông được yêu ái liền kinh hãi ngẩn ra đây làm gì mau ăn đi rồi còn vào o oh, bảy giờ năm mươi lưu diệu đã đến chiều qua anh ta mới đi từ thủ đô đến còn không quên oán thán với cô công việc ở thịnh mậu quá nhiều kết quả chỉ một câu anh đừng quên anh cũng là cổ đông của đàm hy chặn họng đàm hy lâm tầm đầu rồi lưu diệu cậu ấy đến từ sớm rồi vị này là anh ta nhìn Hứa Nhất Sơn với ánh mắt thăm dò. Để tôi giới thiệu, Hứa Nhất Sơn, đây là Lưu Diệu, người tham gia thi đấu tên là Lâm Tầm. chương 603, làm nhà cái đầu tư chứng khoán, giám khảo Lục Trinh. 8 giờ đúng, đại sảnh thi đấu đa chức năng được mở ra. Nhân viên công tác sắp xếp cho mọi người vào hội trường theo trật tự. Ba người vào chỗ ngồi theo số vẽ, vừa đúng là vị trí ở giữa hàng thứ hai, đúng trung tâm hội trường thi đấu, còn có thể nhìn được màn hình lớn ở hai bên vào hội trường xong người dẫn chương trình bắt đầu mở màn sau đó đại diện trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc tiếp đến là lãnh đạo abc nào đó lên nói chuyện một loạt thủ tục xong xuôi thì đã là nửa tiếng sau sau đây tôi xin được phép giới thiệu qua những quy tắc liên quan trong buổi thi đấu này mỗi đấu thủ sẽ làm nhà cái tiến hành giao dịch chứng khoán trong thị trường cổ phiếu ảo được tổ chức tại hiện trường cũng tức là khảo nghiệm khả năng làm nhà cái của một người giao dịch hay nói cách khác chính là điều khiển thị trường từ đó vận hành giá cổ phiếu để thực hiện việc tăng hay giảm theo kỳ vọng. Hơn nữa, quá trình này tất cả đấu thủ tiến hành đồng thời, như vậy sẽ tăng thêm tính không xác định và tính rủi ro của toàn bộ sàn giao dịch. Mỗi đấu thủ đều được chia cho 500 tài khoản ảo, lượng tiền vốn vượt quá 50% giá cổ phiếu mục tiêu ngoài thị trường, vòng 1 sẽ khảo sát năng lực gom cổ phiếu lô lẻ của mọi người. Gom cổ phiếu, tức là ở giai đoạn này nhà cái cần phải kiên nhẫn, yên lặng thu thập cổ phiếu giá thấp mà số cổ phiếu này sẽ là nguồn hàng tồn kho của nhà cái, cũng là nguồn sinh ra lợi nhuận trong tương lai của nhà cái. Người dẫn chương trình vẫn đang tiếp tục, nếu như không gom đủ cổ phiếu theo mục tiêu đã định, hoạt động tính quá lớn bị phát hiện từ đó khiến cho giá cổ phiếu dao động vượt quá 20% sẽ bị loại. Bởi vì giai đoạn này trong cuộc sống thực tế cũng cần tiến hành 3 đến 5 năm, cho nên thời gian thực tế trong thị trường. Cổ phiếu ảo của chúng ta cũng thay đổi nhanh hơn thực tế mấy nghìn lần hy vọng các đấu thủ tham gia thi đấu nắm vững được điểm này. Vòng 2 sẽ dựa trên cơ sở ở vòng 1 để tiến hành các bước tiếp theo như thử nghiệm phiên giao dịch, làm giá, đẩy giá, xã sản, bán tháo rời phiên. Cuối cùng sẽ tổng kết lại lợi ích thu được từ các tài khoản ảo là bao nhiêu, để quyết định chủ nhân của ba giải thưởng cao nhất là ba chiếc cúp vàng bạc đồng. Đã giới thiệu xong quy trình và quy tắc thi đấu người dẫn chương trình bỗng nhiên hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp sau đây xin được giới thiệu thành viên ban giám khảo và giám sát viên được mời đến cuộc thi ngày hôm nay. Họ lần lượt là, đàm hy nghe ai nấy đều là người nổi tiếng, liền thấy hưng phấn không thôi. Đã hơn 40 phút trôi qua, cuộc thi còn chưa bắt đầu, chờ đợi luôn khiến người ta thấy nóng lòng. Cho đến khi người dẫn chương trình nói ra một cái tên. Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Lục Tổng, xin hoan nghênh anh, đàm hy sừng sốt, sau đó nhìn về phía ban giám khảo ở phía trước, liền nhìn thấy người đàn ông với gương mặt nghiêm túc ngồi giữa ngay cả khi anh đứng lên chào hỏi cũng không có biểu cảm gì nhưng cho dù như vậy dưới khán đài vẫn bùng lên tiếng thổn thức không nhỏ trời ơi người đàn ông này đẹp trai quá còn là tổng giám đốc nữa chứ vừa có tiền lại còn đẹp trai thế mới xứng là ông xã quốc dân chứ vẻ mặt lạnh lùng quá tuyệt đối là loại điều hòa trung ương loại người này cả đời chỉ tốt với một người đúng chuẩn tổng tài bá đạo làm sao đây tôi muốn có được người đàn ông này quá. 63. Đàm Hy mím môi, có cảm giác buồn phiền vì đồ của mình bị người khác nhòm ngó. Không sợ kẻ trộm cướp mất, chỉ sợ kẻ trộm cứ nhớ nhung mãi. Nếu cho cô một chiếc micro, cô sẽ không ngại ngùng nói cho những cô nàng hám trai có mặt ở đây biết rằng đó là đại điểm điểm của bà cố đấy nhé, mấy người đừng hòng mơ tưởng. Đáng tiếc là không có. Giới thiệu ban giám khảo xong, cuộc thi chính thức bắt đầu. Trước mặt mỗi đấu thủ đều có một chiếc bàn điều khiển, Bên trên đặt một chiếc máy tính cấu hình cao, tuyển thủ tự thao tác, không liên quan đến nhau. Sàn giao dịch chứng khoán do người máy thông minh kiểm soát ở phía sau. Hay nói cách khác, đối thủ của họ không phải là dân chơi cổ phiếu bình thường, mà là trí tuệ nhân tạo, không còn nghi ngờ gì nữa, độ khó đã lại tăng lên hơn nữa. 50 phút sau, vòng một kết thúc, gần một nửa số người bị loại, hoặc là sợ đầu sợ đuôi không dám mua vào, hoặc là quá nóng lòng muốn chiến thắng bị trí tuệ nhân tạo phát hiện giá cổ phiếu biến động vượt quá con số 50%. Cũng may Lâm Tầm chưa bị loại, ngồi vững vàng trên bàn điều khiển. Sau 15 phút nghỉ ngơi, vòng thi thứ hai bắt đầu. Nếu như nói vòng một đào thải vô số, thì vòng thứ hai còn tàn khốc hơn nữa, bởi vì là chọn đá trong trứng. Hứa Nhất Sơn, chị Đam, đã bắt đầu vòng 2 rồi, tại sao sàn chứng khoán vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Đam Hy giải thích, thông thường sau khi các nhà cái đã thu thập đủ số cổ phiếu sẽ không dám manh động đầu tiên phải phái ra đội trinh sát cổ phiếu để thăm dò đẩy nhẹ giá cổ phiếu lên trong vài ngày quả nhiên cô còn chưa dứt lời trên sàn chính đã hiển thị giá cổ phiếu có sự tăng nhẹ sau đó lại giảm xuống đó là vì sao sau khi đẩy giá chính là thời điểm phải liên tục đè giá xuống chủ yếu là để làm chấn động những cổ phiếu không ổn định để chuẩn bị cho đợt tăng giá trên diện rộng dọn sạch chướng ngại sao nghe giống như làm giả tín hiệu đều là nguyên lý giống nhau nhưng ở đây không gọi là làm giả tín hiệu mà gọi là đè ép làm giá. Hứa Nhất Sơn, nếu như không làm giá thì có ảnh hưởng gì không? Đàm Hy liếc nhìn hắn, Hứa Nhất Sơn thấy hơi khó xử, trong sách cũng nói phải loại được những kẻ chạy trước tiềm ẩn, nhưng không giải thích nguyên nhân tại sao lại làm như vậy. Khi nhà cái tăng mạnh giá cổ phiếu, một khi những cổ phiếu bất ổn này bán phá giá giữa đường thì nhà cái sẽ phải trả nhiều chi phí hơn, từ đó rút ngắn không gian lợi nhuận dự tính. Đây là điều mà một nhà cái không thể chấp nhận được. Lúc này trên sân khấu đã có đấu thủ bắt đầu tăng mạnh giá cổ phiếu, cũng có người tương đối cẩn trọng vẫn đang cẩn thận quan sát. Lâm Tâm không đu theo, cũng không đi theo số đông. Anh ta tự có tiết tấu của riêng mình, không âm thầm quan sát người khác. Chương 604, giải vàng, Yen là tín ngưỡng của tôi. Thực ra, khoảng cách giữa các bàn điều khiển không xa lắm, nếu như cố ý thì vẫn có thể nhìn được tình hình của người khác. Khi quá trình đẩy giá bước vào giai đoạn sau, sau một loạt hành vi làm giả tín hiệu, biên độ tăng giá cổ phiếu càng ngày càng lớn, điểm này đã được thể hiện rõ trên sơ đồ xu thế đường gấp khúc không ngừng lên cao. Lúc này, giá cổ phiếu của một số đấu thủ đã bắt đầu thể hiện trạng thái giảm dần. Hứa Nhất Sơn, lúc này nên làm thế nào? Đàm Hy, hoặc là bán ra từ từ trong vòng một tháng những cổ phiếu giá cao ở ngang nhiên, hoặc là lợi dụng đặc quyền mua để làm giảm giá trị tuyệt đối của giá cổ phiếu xuống, sau đó lại kéo giá tăng lên hoặc xuất hàng ngang phiên giao dịch. Phần sau giai đoạn này, Nhà cái đã không thể nhập hàng thêm được nữa, nếu như vẫn còn cổ phần trong tay thì nên xuất hàng tùy thời cơ. Tiếp sau đó, chính là giai đoạn cuối cùng nhà cái đánh giá để bán tháo rời phiên. Hứa Nhất Sơn giống như một học sinh hiếu học siêng năng, coi Đàm Hy như là bách khoa toàn thư về giao dịch chứng khoán. Làm thế nào để đánh giá ở điểm nào có thể tiến hành bán tháo cổ phiếu với số lượng lớn? Cụ thể ở điểm nào thì còn phải xem xét trực giác của giao dịch viên? nhưng đại thể có lẽ là vào thời điểm số lần xuất hiện bóng nến của biểu đồ hình nến tăng nhiều. Tuy mua cổ phiếu vẫn đang dồi dào, nhưng đã xuất hiện trạng thái mệt mỏi. Nếu người đầu tư phát hiện ra lượng giao dịch liên tục tăng lên trong nhiều ngày, thì chứng tỏ rằng nhà cái đã chuẩn bị rời phiên, lúc đó nên quyết đoán xuất kho. Tinh, đã có người hoàn thành bước cuối cùng, dẫn đầu ấn chuông kết thúc. Tiếp đó, tiếng chuông thứ hai, thứ ba, liên tục vang lên thời điểm này là một khảo nghiệm không hề nhỏ đối với những người tham gia thi đấu vẫn còn chưa kết thúc một khi tố chất tâm lý yếu kém sẽ rất dễ dẫn đến những quyết sách sai lầm thời gian lâm tâm kết thúc không sớm cũng không muộn vừa vặn ở giữa vẻ mặt cũng không trầm trọng như những đấu thủ khác sau đó có mấy người khi ấn chuông đã mồ hôi như mưa hai tay không ngừng run lẩy bẩy còn lại chính là thời gian ban giám khảo thống kê lợi ích số tiền còn lại sau khi đã trừ đi vốn ban đầu trong các tài khoản rồi tiến hành xếp hạng từ cao xuống thấp và chọn ra ba người đứng đầu đội ngũ giám sát viên cũng đang kiểm tra lại quá trình thao tác giao dịch từ nhật ký máy tính tìm ra những hành vi giao dịch không hợp lệ ví dụ như vi phạm pháp luật và điều lệ quản trị thị trường cổ phiếu nửa giờ sau người dẫn chương trình bước lên bục bây giờ kết quả cuộc thi đã nằm trong tay tôi thông qua cuộc đối đầu kịch liệt ai có thể trở thành chủ nhân ngôi vua cuộc thi giao dịch viên chứng khoán ac mùa mới đây mọi người thấy rất mong chờ đúng không nào Đúng, đám đông nhiệt liệt hưởng ứng. Được, vậy sau đây tôi sẽ tiết lộ kết quả cuối cùng cho mọi người được biết. Người giành được giải đồng của cuộc thi giao dịch viên chứng khoán AC lần thứ 18 chính là Lý Học Lâm đến từ Đại học C. Xin chúc mừng bạn Lý. Giải bạc thuộc về cô gái duy nhất, tên là Lâm Miêu Miêu, hay là Lâm Miểu Miểu gì đó. Đàm Hy không nghe rõ, nhưng có một điểm có nghe thấy rất rõ, cô gái này trở về từ Stanford. Tính ra thì còn là bạn cùng trường kiếp trước của cô thì phải. Sau một hồi tung hứng, cuối cùng người dẫn chương trình cũng tuyên bố chủ nhân của giải vàng. Lâm Tâm đứng trên bục vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hòa, không hề lộ ra sự khẩn trương thái quá. Lưu Diệu ngược lại đang lo lắng đến mức nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình như thế muốn thiêu đốt luôn người ta. Dường như phát giác ra được ánh mắt quen thuộc và nôn nóng dưới khán đài, Lâm Tâm nhìn về hướng ba người đang ngồi, sau đó vỗ lồng ngực, nhìn Lưu Diệu với ánh mắt trần an. Chú thỏ nôn nóng bỏng yên tĩnh trở lại giải vàng đã thuộc về. Lâm Tâm, người dẫn chương trình vừa dứt lời, Lưu Diệu đã không đợi được đứng thẳng lên, vỗ tay bùm bụp, a tầm, em giỏi lắm. Hứa Nhất Sơn cũng đứng dậy, trong đôi mắt không che nổi sự sùng bái. Từ vòng loại cho đến vòng bán kết, cuối cùng là vòng chung kết, cuộc thi giao dịch viên chứng khoán AC sau 3 tháng thi đấu cuối cùng cũng đã hạ màn. Nói lời chúc mừng Lâm Tầm xong, cô còn chưa kịp tìm Lục Trinh đã nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Mẹ, con chỉ giành được giải bạc thôi không nản lòng con chỉ thấy tiếc nuối con cứ tưởng lại có thể tiến gần nữ thần của con thêm một bước nhưng không ngờ bên cạnh truyền đến tiếng con gái nói chuyện điện thoại cô ta nói tiếng anh phát âm giọng anh mỹ cực kỳ chuẩn đàm hy vô thức nghe trộm nhưng chỉ một giây sau đã đột nhiên khựng lại con ở đây tất cả đều tốt môi trường học cũng tốt nhưng con vẫn chưa tìm được yan không biết đối phương đã nói gì tâm trạng cô gái bỗng trở nên kích động con không tin cô ấy sẽ thất bại cho dù thất bại thì tuyệt đối cũng sẽ không trốn tránh thầy giáo con đã nói rồi yan là học sinh có thiên phú nhất mà thấy từng dạy cũng là học sinh có nghị lực nhất cô ấy là giao dịch viên chứng khoán trời sinh con không bị tẩy não mẹ không hiểu đầu cô ấy chính là tín ngưỡng của con lần này về nước nhất định con sẽ tìm được cô ấy sau khi tìm được thì sao ư con cũng không biết có lẽ là con sẽ khiêu chiến cô ấy rõ ràng thấy đã nói là con rất lợi hại nhưng không ngờ còn có người lợi hại hơn con, không ganh đua thắng thua, chỉ muốn giao lưu cọ sát. Trong tiểu thuyết võ hiệp của Hoa Hạ chẳng phải đều nói là cao thủ so chiêu, đến khi ngừng lại mới thôi đó sao? Sao lại không có ý nghĩa gì chứ? Con đang theo đuổi ước mơ của con, thôi bỏ đi, mẹ vĩnh viễn không thể hiểu được đâu. Giọng cô gái trở nên uể oải, không nói nữa, con cũng nhớ mẹ, bye bye mẹ. Khi đàm hy rửa mặt cố ý rửa chậm lại, rất nhanh sau đó đã có một cô gái người lại tóc đen đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra. Là Lâm Miêu Miêu hay là Lâm Miểu Miểu nhỉ? Chương 605, làm quen với LM Diệu Diệu, Lục Trinh là bạn trai tôi. Có lẽ là vì cuộc sống ở nước ngoài đã nuôi dưỡng thói quen phóng khoáng và nhiệt tình của cô. Cô gái thấy Đàm Hy nhìn, mình qua gương không những không giận mà còn hào phóng đáp lại bằng một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Hy, Đàm Hy hơi dừng lại một chút, rồi gật đầu chào cổ cô gái đi đến trước bồn rửa mặt, đàm hy đã tắt vòi nước lại, chuẩn bị rời đi. Khi, tôi biết cổ giọng anh Mỹ đậm đặc, cách nhấn từ nhà chữ không rõ ràng lắm, nhưng lại lộ rõ sự sảng khoái. Bước chân đàm hy khựng lại, đồng từ có rút rất nhanh, nhưng quá trình này chỉ kéo dài chưa đến 3 giây. Khi cô quay người lại nhìn thẳng vào đối phương, cô đã bình tĩnh lại, đôi mày kiếm nhướng lên, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Cô ngồi ở giữa hàng ghế khán giả thứ ba, tôi nhớ không lầm chứ. Vẻ mặt cô gái tự hào không lầm, chúc mừng cô đạt được giải bạc đàm hy cười. Tâm trạng cô gái đột nhiên trở nên xa sút đáng tiếc không phải là giải vàng. Đã rất lợi hại rồi đàm hy không nói cho có lệ, mà lời khen xuất phát từ nội tâm. Độ tuổi này đã có được thủ pháp giao dịch chứng khoán thành thục như vậy tuyệt đối không phải là khổ luyện mà thành được, chắc chắn cũng là một cô gái có tài năng thiên phủ. Đàm Hy ngồi trên hàng ghế khán giả, quan sát rất kỹ quá trình cô gái giao dịch, phản ứng nhanh nhạy, quyết định nhanh chóng quyết đoán sở dĩ cô ấy thua lâm tâm chẳng qua là vì còn thiếu đôi chút thận trọng cho nên trong quá trình gom cổ phiếu xảy ra bất ngờ bị một lượng vốn đầu tư lớn từ bên ngoài làm nâng cao chi phí lại không thể bán thảo ngược lại để giam vốn lại cho nên mới thua ngay trên vạch xuất phát nếu ở bước đi đầu tiên cô ta cẩn thận hơn một chút thì chưa chắc đã thua lâm tâm cô cũng hiểu giao dịch chứng khoán à lâm diệu diệu nghe thấy cô lại chỉ ra được toàn bộ những chỗ sai của mình hơn nữa cách dùng từ cũng rất chuyên nghiệp cho nên sáng bừng mắt lên không khỏi kinh ngạc kêu lên. Đàm Hy mọc danh thiếp ra đưa cho cổ. Danh thiếp này là do Lưu Diệu in cho cổ, nói cái gì mà đường đường tổng giám đốc mà không có một tấm danh thiếp thì còn ra sao nữa. Do đó còn mới một nhân viên chuyên nghiệp thiết kế danh thiếp cho cổ. Công ty đầu tư cái gì? Lâm Diệu Diệu cầm tấm danh thiếp, đọc từng chữ ra, nhưng cô không biết đọc hai chữ thịnh mậu cho nên dùng luôn hai chữ cái gì để thay thế. Cô làm ngành tài chính à? Cố lại hỏi, nhưng trong mắt đã có thêm sự đánh giá và tò mò hôm nay đàm hy ăn mặc khả tùy tiện không khoác lên mình bộ vest trang trọng lịch sự dù nhìn thế nào cũng chỉ giống như cô sinh viên đại học xinh đẹp hoàn toàn khác biệt so với tinh anh ngành tài chính lâm diệu diệu cô không lừa tôi đấy chứ đàm hy cô có gì đáng để tôi lừa chứ lâm diệu diệu nói cứ như thể cô không có cái gì thật ấy đàm hy phong cách giao dịch của cô nhanh mạnh chuẩn nhưng đáng tiếc còn thiếu vài phần ổn định không thích hợp làm nhà cái cô gái vừa nghe vậy chợt biến sắc cô nghi ngờ năng lực của tôi sao? Đàm Hy khẽ cười, không nhanh không chậm, cô gái, trước khi cô phản bác ai đó, có phải là nên nghe người ta nói hết câu đã không? Hừ, cô còn gì muốn nói nữa? Cô không thích hợp làm đại lý, nhưng thích hợp làm nhà cái nhanh. Nhà cái nhanh, ý nghĩa như tên, chỉ cần mấy giao dịch viên là đủ, không cần phải xây dựng kế hoạch. Nhưng sàn giao dịch vẫn không để kiểm soát, hoàn toàn khảo nghiệm khả năng tùy cơ ứng biến của giao dịch viên, độ khó không kém nhà cái lớn do đó câu nói này của đàm hy hoàn toàn không có ý nghi ngờ hay hạ thấp đối phương mà thể hiện sự khẳng định đầy đủ về năng lực của đối phương cô gái bỗng dạng dỡ hẳn lên thầy giáo của tôi cũng nói vậy nhưng mà tên và họ của cô tôi đều không biết đọc cô có thể nói cho tôi biết được không đàm hy đàm trong đàm thoại hy có nghĩa là rộn ràng náo nhiệt tên cô nghe hay thật đấy nhưng tên của tôi cũng hay chính thức làm quen với nhau nhé tôi tên là lâm diệu diệu song mộc thành lâm diệu trong kỳ diệu thì ra không phải là miếu miêu cũng không phải là miểu miểu mà là rượu rượu cổng đại sảnh ba người lưu rượu đã đợi cô được một lúc đàm hy đến muộn xin lỗi lâm tâm vừa nhìn thấy đàm hy hai mắt liên sáng lên lắc lư chiếc cúp vàng trong tay đàm tổng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cố giao phó rồi xin hỏi bao giờ có thể đến công ty điểm danh nhận việc đây bất cứ lúc nào lâm tâm càng cười tươi hơn nhất định tôi sẽ làm thật tốt sẽ không phụ lại sự bồi dưỡng của cô đâu lý tưởng hào hùng lời thề son sắt chẳng phải là bồi dưỡng sao trong khoảng thời gian này nếu không có đàm hy ở bên cạnh hướng dẫn và nhờ vào những tài liệu học tập quý giá đó thì lâm tầm sẽ không tiến bộ nhanh như vậy càng không giành được ngôi vị quán quân một cách nhẹ nhàng như vậy trong lòng lâm tâm đương nhiên hiểu rõ chút bản lĩnh và năng lực của bản thân nếu không có đàm hy giúp đỡ có lẽ anh ta đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên rồi bởi vì anh ta và lâm diệu diệu gặp phải vấn đề giống nhau đó là trong quá trình gom cổ phiếu Chí tuệ nhân tạo phát huy tác dụng, mô phỏng một công ty đối thủ, điên cuồng nuốt hàng. Hóa, dùng thuật ngữ chuyên ngành đó là gặp phải sàn đối thủ. Phương pháp xử lý của Lâm Diệu Diệu là cắn răng đối đầu, cho dù vì thế phải bỏ ra chi phí cao hơn cũng không tiếc. Cách làm này, yêu cầu giao dịch viên phải có sự dứt khoát cả nhân mạnh mẽ, bởi vì chi phí càng cao thì có nghĩa là không gian lợi nhuận sẽ càng nhỏ, đến cuối cùng một khi xuất hiện sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể mất trắng tay cả vốn lẫn lời. Có sự quyết đoán, nhưng tỏ vẻ anh hùng nhất thời cũng không phải là hành vi sáng suốt. May mà lâm tâm đã từng nhìn thấy tình huống như vậy trong những tài liệu đàm hy đưa cho, bởi vậy anh ta đã lựa chọn phương pháp ổn định và thỏa đáng hơn lâm diệu diệu. khi quan sát thấy sản đối thủ cố ý giành hàng, anh ta sẽ liên tiếp bán tháo ra mấy món, mục đích là để quan sát xem đối thủ có nhận đơn không, dựa vào đó để phán đoán thực lực của đối thủ. nếu gặp phải tình huống như vậy trong thực tế cuộc sống, rất nhiều giao dịch viên sẽ lựa chọn liên thông với công ty đại chúng đặt bẫy giảm giá từ đó khiến các sản đối thủ sợ hãi bỏ chạy. Nhưng đối phương chỉ cần có chút trình độ sẽ không bận tâm đến sự ảnh hưởng của những tin tức này. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thực sự đối phó với sản đối thủ, phải dựa vào ngôn ngữ của sản giao dịch. Ví dụ như lần này Lâm Tâm đã làm rất tốt, khi đối phương điên cuồng tranh giành, Lâm Tâm đã ném đi một phần ba số vốn trong tay, mua vào số lượng lớn, từ đó thể hiện sự tự tin hoàn toàn với đối phương, sau đó treo đơn 1414, ám chỉ rằng muốn chết muốn chết cuối cùng đe dọa đối thủ khiến đối thủ từ bỏ việc gom cổ phiếu tóm lại chiếc cúp vàng này có một nửa là của cô ánh mắt lâm tâm kiên định đàm hy dở khóc dở cười một khán giả ngồi xem dưới khán đài như cổ đang yên đang lành lại được chia nửa thành quả lao động của người khác dù mặt có dày đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy xấu hổ suy cho cùng thì tôi chỉ chỉ ra phương hướng cho anh phải đi thế nào phụ thuộc vào bản thân anh cho nên tôi không dám tùy tiện nhận công lao này. Lưu Diệu trợn mắt, thực sự không thể nghe tiếp được nữa, tôi nói. Này, hai người còn định tâm bốc nhau đến khi nào nữa hả? Bây giờ phải đi ăn cơm rồi đấy. Lâm Tẩm, đi thối, hôm nay tôi mời. Mọi người muốn ăn gì? Lưu Diệu nhún vai, anh ăn gì cũng được. Lâm Tẩm nhìn sang hứa nhất sơn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, anh, hay là anh quyết định đi? Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, đều là duyên phận, coi như chúc mừng ngày chúng ta quen nhau đi. Hứa Nhất Sơn có chút kinh ngạc, cũng hơi cảm thấy không biết phải làm sao. Dường như hắn không thể ngờ rằng đối phương lại khách sáo đến thế. Tuy biết họ đều là vì nể mặt đàm hy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hay là chúng ta đi ăn lẩu? Hắn đề nghị, được chứ, Lưu Diệu cũng gật đầu. Hứa Nhất Sơn bỗng cảm thấy ấm áp vì được tiếp nhận. Nếu là nửa năm trước, khi vẫn còn ở sòng bạc cưới xe máy hàng ngày đi sớm về muộn chạy khắp nơi, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có một ngày mình được xưng anh gọi em với mấy sinh viên đại học trước kia trong nhận thức của hắn sinh viên đại học và kẻ du côn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau ngăn sông cách trở với nhau phân biệt vô cùng rõ ràng hắn cũng từng ngưỡng mộ ước ao thử thay đổi nhưng hiện thực không cho hắn cơ hội phản kháng cái lưng đã bị đè cong đầu dễ đứng thẳng lại được nhưng giờ phút này đây dường như hắn đã nhìn thấy được hy vọng rồi không phải nói là khi hắn quyết tâm rời khỏi thủ đô đến Tân Thị tìm Đàm Hy thì đã có ánh sáng ban mai chiếu dọi con đường phía trước rồi. Đàm Hy, tôi không đi được rồi, ba người các anh đừng uống say quá, tôi không chịu trách nhiệm đón người đâu đấy. Lưu Diệu, Đàm Tổng, thế thì không nể mặt bọn tôi quá. Đàm Hy đang chuẩn bị mở lời, đột nhiên bên eo bị siết chặt, thoáng chốc đã bị ôm vào trong lòng, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Ngoài lục trinh ra thì còn có thể là ai được nữa. Lâm Tâm và Lưu Diệu bị màn bất ngờ này khiến cho sợ hãi. Đúng vậy, hai người này không biết Đàm Hy đã có bạn trai. Hứa Nhất Sơn phản ứng trực tiếp hơn, hai mắt trùng lên như mãnh hổ, vẻ mặt cảnh giác, đã bày sẵn tư thế chuẩn bị ra tay. Khổ, Đàm Hy hắng giọng, giới thiệu với mọi người, đây là Lục Trinh, bạn trai tôi. Lưu Diệu, Lâm Tâm đồng thanh ổ một tiếng thật dài, như thể bừng tỉnh. Hứa Nhất Sơn nghe vậy liền thu lại thái độ thù địch, biểu cảm dần hòa hoãn hơn. Lục Trinh gật đầu với ba người tỏ vẻ thăm hỏi, gương mặt lạnh lùng anh Tuấn không thân thiết cũng không giận dữ, khí chất trên người mạnh mẽ đến mức không một ai dám coi thường. chương 606, nữ MC não tàn, Đàm Hy đã sớm quen với dáng vẻ lạnh lùng này của Lục Trinh, nên không cảm thấy có gì. Những người khác thì, các anh đi ăn lẩu đi, tôi đi trước đây, Đàm Hy từ biệt ba người, sau đó dắt tay Lục Trinh đi. Nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, Lâm Tầm dường như đang suy nghĩ điều gì, sao tôi cứ cảm thấy bạn trai đàm tổng quen mắt vậy nhỉ hứa nhất sơn giám khảo hả trên hàng ghế giám khảo người ngồi ở giữa tổng giám đốc tập đoàn lục thị lục trinh lâm tâm và lưu diệu quay sang nhìn nhau một lúc sau không khỏi cảm thán chị của tôi lợi hại quá ngay cả tổng giám đốc lục thì cũng bị chị thu phục vào trong túi rồi trên trời dưới đất còn có cái gì chị không làm được nữa không hả ba người vẫn đi ăn lầu như lời hẹn trước đó khi ăn không khỏi làm đôi ba chén Vốn dĩ ban đầu Lâm Tẩm và Lưu Diệu còn thấy có chút xa lạ với hứa nhất Sơn, nhưng khi tiếp xúc với nhau mới phát hiện ra người này. Thẳng thắn sảng khoái, trừ việc ít nói ra, những mặt khác đều rất hợp nhau. Có câu nói là, một chén sầu, tình cảm sâu. Tình bạn giữa đàn ông với nhau thường phát triển trong những chén rượu trao nhau như thế. Trong thời gian một bữa lẩu này, sau khi kết thúc đã là anh em tốt tối dịu anh nấng, khoác vai nhau cùng đi. Lại nói đến bên kia đàm hy đi cùng Lục Trinh về nhà cô chẳng qua chỉ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước bên cạnh lục trinh đã có thêm một con bươm bướm nói ra thì con bươm bướm này cũng vừa được gặp qua chẳng phải là nữ mc ăn nói sắc bén trong cuộc thi giao dịch viên chung kết vừa diễn ra đó sao thực sự đúng là cực kỳ trùng hợp lục tổng anh thấy sao về lời đề nghị vừa nãy của tôi người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ rượu cổ chữ v khoét sâu hai tảng thịt trước ngực lắc lư theo động tác khẽ nhoài người về phía trước của cô ta cực kỳ hoành tráng theo đàm hy suy đoán, ít ra cũng phải 36C. Người đàn ông không thể hiện thái độ, hút từng hơi thuốc, gương mặt lạnh lùng, đường nét rõ ràng, hơi thở mạnh mẽ rắn giỏi khiến người ta không khỏi trầm mê vào. Nữ MC dường như không thể khống chế được nhịp tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, ánh mắt dịu dàng như sóng gợn mùa thu, hai má đỏ bừng lên như dáng chiều tà. Nếu cô ta có thể trèo lên được kim chủ này thì... Lục Tổng à, người phụ nữ hít thở sâu, để lộ nụ cười tự nhận là hoàn mỹ, tiếp tục thuyết phục chuyên mục của chúng tôi rất có thành ý muốn mời anh còn về chuyện giá tiền có thể từ từ thương lượng người đàn ông như cười như không liếc nhìn cô ta cô nghĩ tôi thiếu chút tiền đó à nữ mc bất ngờ bị bật lại cực phẩm như vậy dù có ngã nhào vào cô ta cũng cam lòng tổng giám đốc đương nhiên không thiếu chút tiền đó đây chẳng qua chỉ là một phương thức để biểu đạt thành ý nếu như anh thấy quả đường đột thì tôi có thể xin lỗi đáp lại là một tiếng cười giống như diếu cợt của người đàn ông nữ MC cũng không nổi giận, đuôi mắt hướng lên trên, gương mặt hiện rõ vẻ quyến rũ, đương nhiên, nếu anh thích phương thức khác, thì tôi. Và các đồng nghiệp sẽ cố gắng hết sức để phối hợp nói xong, ra vẻ vô ý dựa vào trước ngực Lục Trinh. Đàm Hy hít mắt lại, liên tục cười lạnh, cũng may Lục Trinh nhanh nhẹn tránh ra. Người phụ nữ kia trọng tâm không vững nên chỉ nghe thấy một tiếng bịch một cái, giống như con chó chết đập mạnh vào nắp xe chiếc Land Rover. Ha, đàm hy thực sự không thể nhịn được bật cười thành tiếng sau đó đi đến bên cạnh người đàn ông này biểu hiện khá lắm mời anh uống chai nước suối lục trinh cười bất đắc dĩ vẻ mặt cương chiều nữ mc lật đật đứng dậy đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi ánh mắt nghi ngờ bất định nhìn đàm hi cổ là ai đàm hi khoanh tay trước ngực khóe môi cong lên nhìn như đang cười nhưng ánh mắt lại giống như hổ nước sâu không một gợn sóng bốn mắt nhìn nhau nữ mc giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ hô hấp khó khăn sống lưng lạnh toát Câu này đáng lẽ ra phải là tôi hỏi chị chứ. Đàm Hy tiến đến bên cạnh cô ta, chị là ai? Dám câu dẫn người đàn ông của tôi ngay trước mặt tôi, chị cũng to gan đấy nhỉ. Nữ MC toàn thân run rẩy, vô thức lắc đầu tôi không có. Tận mắt tôi nhìn thấy, chị còn định giảo biện nữa à? Xem ra chỉ là một kẻ hèn dám làm mà không dám nhận rồi. Người phụ nữ không phản bác, mím môi lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lục Trinh. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt người đàn ông không hề nhìn về phía cô ta mà cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ngang tàng cao ngạo bên cạnh. Chẳng lẽ Lục Tổng thích loại con gái cuồng dã như vậy? Trước mắt nữ MC xẹt qua một luồng ánh sáng, giống như có một số nước lạnh xối lên đầu. Cô ta bỗng chốc thu lại dáng vẻ chật vật đáng thương, đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, dường như muốn mượn động tác này để mang lại dũng khí và sự tự tin. Sau đó, có mắng ai là đồ hèn hả? Đàm Hy cười lạnh, xem ra không những không hèn, mà còn ngu xuẩn nữa. Cô, sao cô lại dám mắng chửi người khác như vậy hả? Nữ MC sắc mặt càng trầm trọng hơn, tư thế cường ngạnh, cô phải xin lỗi tôi ngay. Đúng vậy, người đàn ông mạnh mẽ như Lục Trinh tuyệt đối sẽ không thích một đóa hoa trắng nhỏ bé yêu kiều, anh sẽ thích. Hoa bá vương, cho nên, cô ta phải thay đổi chiến lược. Đàm Hy chẹp chẹp hai tiếng, cô đã từng gặp không ít người tự cho mình là đúng, nhưng đây vẫn được coi là thánh trong các thánh. Xin lỗi ư, dám hỏi chị gái này, có phải não chị bị uống nước rồi không hay là bị lừa đá hay là khi đi qua của chị bị cánh cửa kẹp trúng đầu à nếu không sao não lại tàn đến thế đàm hi cười nhìn cô ta với vẻ mặt hiếu kỳ cô mắng tôi là đổ não tàn sao xem ra chị vẫn rất hiểu rõ bản thân mình nữ mc tức giận chừng mắt nhìn cô rồi quay sang nhìn người đàn ông lục tổng tôi chỉ mời anh tham gia tiết mục hơn nữa còn có lòng tốt khuyên bảo vậy mà người phụ nữ này vừa đến đã xông vào mắng chửi tôi chẳng lẽ anh không nên có lời nói lại với tôi à như vậy đã đủ cao lãnh đủ bá đạo đủ sánh ngang với ngự tỷ rồi chứ tốt nhất là có thể khơi dậy dục vọng chinh phục của đàn ông khăng khăng thích mình nữ mc si nghĩ trong lòng như vậy không khỏi mừng thầm trong mắt cô ta dù lục trinh có tiếng tăm tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không khác gì mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi chỉ cần dở chút thủ đoạn là có thể thu phục được nói lại ư ừ. Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, trầm giọng hỏi lại. Đúng vậy, tôi tưởng rằng anh biết nhìn người lắm, không ngờ lại đi thích loại phụ nữ này. chương 607, người phụ nữ của ông, rượu mừng của phi tử. Loại phụ nữ này, Lục Trinh trực tiếp đưa tay ra ôm Đàm Hy vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu thật dài. Đàm Hy cong môi, tiếng chân lên đáp lại. Hai người triền miên dây dưa, mãi không tách nhau ra. Trong mắt như MC ánh lên sự khó xử, giống như bị bà tại một cái thật đau. Hôn xong, Lục Trinh nhìn cô ta như xem một vở hài kịch, nhưng bàn tay đặt trên eo đàm hy lại càng siết chặt hơn. Anh nói, người phụ nữ của ông đây không đến lượt cổ bình phẩm. Nói xong, mở cửa xe ra để đàm hy ngồi vào, sau đó vòng sang bên kia, khởi động xe đi. Chiếc Land Rover cao lớn vọt đi, để lại như MC thẫn thờ đứng đó hít. Khói xe, sức hấp dẫn của Lục Tổng không hề nhỏ đấy, bản lĩnh trêu ong gẹo bướm càng ngày càng lớn rồi thì phải. Ăn nói đàng hoàng đàm hy bĩu môi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lục trinh giờ khóc giờ cười đúng là một hũ dâm chua em ghen đấy thì sao nào anh sợ em rồi đã được chưa đàm hy hừ hừ cô không nói gì tuy nói rằng thả tin trên đời này có ma cũng đừng tin miệng lưỡi đàn ông nhưng không thể phủ nhận rằng những lời nói ngọt ngào lúc nào cũng cực kỳ dễ nghe cho dù anh không sợ cô thật nhưng có thể nói ra được những lời nói như vậy đàm hy cũng thấy rất cảm kích lục trinh bữa tối em muốn ăn gì gì cũng được, hai người đi ăn món Thượng Hải, Đàm Hy không hứng thú lắm, bởi vì đồ Thượng Hải quá ngọt. Vừa về đến nhà, đã bắt đầu kêu đói, đại điểm điểm, anh nấu cho em bát mì đi. Lục Trinh đành phải lết vào nhà bếp, 20 phút sau, bát mì trứng cà chua được mang lên. Đàm Hy cảm thêm một cái bát không, lấy ra một nửa đưa cho anh, đủ không? Anh không đói, vậy thì anh cũng phải ăn với em một chút chứ. Sau đó, nhị ra nấu mì xong lại thành người ăn cùng cô, Đàm Hy, sao anh lại làm giám khảo vòng chung kết cuộc thi đó? Lục Trinh, trưởng ban giám khảo mời anh. Đàm Hy, sao lúc trước không nói với em? Lục Trinh, em có hỏi đầu. Cuống hồ, em cũng đầu nói cho anh biết là sẽ đi xem. Đàm Hy, anh cũng không hỏi mà. Lúc này hai người mới phát hiện ra, phương thức giao tiếp của hai người hình như có chút vấn đề. Còn về nguyên nhân, rất đơn giản. Hai người đều là người cực kỳ độc lập, làm gì cũng không có thói quen trao đổi trước. Đàm Hy ăn một miếng mì, mặt mày cong cong sau này nếu có chuyện như vậy em sẽ nói với anh trước u còn anh thì sao để đổi lại nếu có chuyện gì có phải là anh cũng nên kịp thời báo cho em biết không nhóc con còn nhỏ mà cứ quản nhiều chuyện làm gì còn nhỏ đàm hy trừng mắt vô thức sở ngực tối qua ở trên giường anh đâu có nói thế này lục trinh hít mắt đàm hy sao nào sướng xong rồi thì quên luôn à em cố ý trêu chọc anh có đúng không rõ ràng là đang thảo luận vấn đề lớn nhỏ mà sao lại biến thành cố ý trêu chọc anh rồi. Cô nàng đàm cảm thấy mình rất mơ màng, oan như tên mập hơn 150kg. Lục Trinh, em định lúc nào về trường? Đàm hy nhíu mày, thoáng chốc phong tình vạn trùng, đại gia, anh nỡ lòng nào đuổi em đi hả? Không nở, tuy nói vậy, nhưng trước khi đến đây đàm hy đã định sẵn ngày về. Muộn nhất là ngày mai có phải về trường rồi. Sau khi giải quyết xong sự cố đột xuất bến thịnh mậu, đàm hy không dám trốn học thêm nữa. Một là, lớp chuyên ngành đã bắt đầu tiếp xúc đến phần tranh sơn dầu, không thuận buồm xuôi gió như phần vẽ phác họa, đàm hy không dám lơ là. Hay là, có lẽ là do gần đây cô trốn học quá nhiều lần, cho nên ông giáo Phạm đã bắt đầu để ý đến cô rồi. Dù sao cũng là ân sự của mình, đàm hy dù có mông cuồng ngạo mạn thế nào thì cũng vẫn phải tôn sư trọng đạo. Nếu không lão Phạm còn phải quỷ trong góc phòng khóc ngất ấy chứ. Nhưng đáng tiếc, ngày hôm sau đàm hy không lên được tàu cao tốc về tân thị như kế hoạch, bởi vì hứa nhất sơn mang đến tin tức, nói phi tử sắp kết hôn, tiệc rượu được tổ chức đúng vào ngày hôm nay. Dù sao cũng có quen biết nhau, không vì hắn đã từng làm việc cho cô, cũng phải làm chuyện xứng với tiếng chị đàm người ta gọi cổ thật lòng. Cho nên, đàm hy quyết định đến tiệc rượu, Lục Trinh đã đi làm rồi, trước khi đi, đàm hy làm theo lời hứa với anh ngày hôm qua, nói chuyện này cho anh biết. Em đã mua vé chuyên sớm nhất sáng mai rồi, thời gian vừa kịp để lên lớp học tiết 3, 4 đi đường nhớ chú ý an toàn, sau khi kết thúc nhớ về sớm đấy. Đàm Hy vội vàng đuổi anh đi, em biết rồi biết rồi, anh đi làm đi. Đúng 9 giờ 15, cổ và hứa Nhất Sơn gặp nhau ở điểm hẹn. Phỉ tử lấy số tiền lợi nhuận cuối cùng của sòng bạc, mua một căn nhà hơn 100 mét vuông ở khu vực phồn hoa trong trung tâm thành phố. Cả căn nhà có 5 phòng, còn được tặng thêm một nhà kho để xe. Bởi vì là nhà có sẵn, cho nên có được chìa khóa là bắt đầu chỉnh sửa được ngay nay người nhà hắn đều đã dọn đến đây ở, gian hàng vẫn tiếp tục kinh doanh, nhưng hai vợ chồng thêm mập đã không còn liều mạng như trước kia nữa, đã qua hơn nửa đời người, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Đàm Hy hỏi han công việc hiện nay của phi tử, hứa nhất sơn cười ha ha, thằng nhóc đó đã mở một cửa hàng kim khí, mặt tiền đã có rồi, chỉ cần bỏ tiền nhập hàng là mở được cửa hàng. Nghe nói bây giờ làm ăn càng ngày càng phát đạt, còn định mở thêm chi nhánh nữa. Không ngờ phi tử lại là người ổn định trước tiên trong số họ, cũng có lẽ là vì người ngốc có phúc của người ngốc. Nếu như ban đầu không gặp Đàm Hy ở sạp hàng đó thì có lẽ hôm nay đã là một cảnh tượng rất khác. Hắn sẽ không muốn đi học lớp học ban đêm, phi tử sẽ không có tiền mua nhà, còn anh Hoán sẽ không được nhìn thấy số tiền đánh bạc chảy vào túi mình như nước, cũng sẽ không để mặc cho dã tâm nảy nở, đi lên con đường đao quang kiếm ảnh không có đường về. Đương nhiên, A Phi vẫn là tên lưu manh lắm thủ đoạn, có lẽ sẽ bị đánh, nhưng sẽ không chết chìm dưới sống, từ đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này chương 608, người ngốc có phúc của người ngốc. Hứa Nhất Sơn không khỏi nghĩ lại những chuyện trước đây, cho đến ngày hôm nay, thì ra mọi người đều đã thay đổi thành một người trước đây không hề nghĩ đến. Tất cả mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ người phụ nữ này. Không, có lẽ nên gọi cô là một cô gái, một cô gái mới sắp 20 tuổi. Chính cô đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bốn người đàn ông. Đối với Đàm Hy, Hứa Nhất Sơn ngoài kính nể, cũng chỉ còn cảm kích. Cho dù biết cô có muôn vàn quỷ kế, tâm tư giảo hoạt còn có thù tất báo thủ đoạn độc ác nhưng vậy thì đã sao chứ cô là quý nhân trong cuộc đời này của hắn cho dù cô đã làm gì cho dù có phạm tội hay vi phạm pháp luật hứa nhất sơn vẫn cảm kích và tôn trọng có như vậy có lẽ đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng phụ nữ thì đã làm sao sự tồn tại mạnh mẽ thực sự không bị câu nệ bởi giới tính tuổi tác bề ngoài tiệc rượu được tổ chức ở một khách sạn rất nổi tiếng ở thủ đô đủ thấy phi tử thành tâm và yêu thương cô dâu của hắn thế nào là tiểu huệ a đàm hy nhíu mày chỉ vào bức ảnh cưới ở bên cạnh chỗ tên cô dâu vâng phi tử cũng coi như là được toại nguyện rồi tha hồ đắc ý rồi nó cũng là thằng thương vợ hứa nhất sơn không khỏi thở dài tiểu huệ đã từng làm phục vụ trong ó bạc nói trắng ra là điếm tuy tướng mạo cũng khá tính tình cũng tốt nhưng đã từng có quá khứ như vậy ai còn dám cưới cô ấy nhưng phi tử mặc kệ tất cả, nay dù thế nào cũng đã là một ông chủ nhỏ, lấy một người từng làm gái về, chắc chắn người bình thường không có được sự kiên định ấy. Nhưng hắn vẫn luôn rất kiên định, mặc cho thêm mập giới thiệu bao nhiêu cô gái cũng không cần, chỉ muốn một mình tiểu huệ. Đám anh em cũng đã khuyên bảo nhiều nhưng vẫn không có tác dụng, thậm chí còn suýt nữa thì trở mặt. Đàm hy nghĩ lại cô gái từng cầu xin cô trong nhà vệ sinh khi phi tử bị. Đánh phải nhập viện trước kia, không khỏi kinh hãi, không ngừng nói lời cảm ơn cô dung mạo nhìn có vẻ non nớt khi cười còn lộ ra chiếc răng khảnh bọn họ một người dám đánh một người dám chịu các cậu dính vào làm gì cô không thích giọng điệu của hứa nhất sơn khi nhắc đến tiểu huệ dường như điếm mãi mãi vẫn chỉ là điếm dù có giải nghệ cũng không bước ra thế giới bên ngoài bình thường được nhưng trong thực tế có thứ gì là tuyệt đối đâu cơ duyên suốt đời này của con người vốn khác nhau tạo hóa khác nhau có ai dám khẳng định chắc chắn con cá đã ướp mặn sẽ không có một ngày chờ mình được chứ Hứa Nhất Sơn sở mũi, em xin lỗi. Đàm Hy liếc nhìn hắn, trước mặt phì tử, tốt nhất là cậu bớt nói những lời đó. Em tự biết chừng mực, hai người vừa đi đến cổng, thím mập đã tươi cười chạy ra nghênh đón, trước tiên chào hỏi Hứa Nhất Sơn xong, liền kéo tay Đàm Hy, thái độ còn nhiệt tình hơn cả nhìn thấy thần tài. Cô Đàm, không ngờ cô cũng đến đây, phì tử có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào cô bồi dưỡng cất nhắc. Tôi, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp, nói mấy câu, khóe mắt đã đỏ lên, nhất thời nghẹn ngào. Trên mặt đàm hy xuất hiện sự lúng túng, tình huống thế này. Cô thực sự không biết phải xử lý thế nào, được người ta cảm kích như ân nhân, khiến cô thấy không được tự nhiên, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hứa nhất sơn. Hứa nhất sơn cũng rất đau đầu, sau khi xong bạc đóng cửa, thêm mập mới dần biết được chuyện phù tử kiếm tiền thế nào, từ đó biết đến đại quý nhân đàm hy. Thím mập không ngờ rằng một cô gái hiểu điệu như vậy lại có bản lĩnh lớn đến thế nói cho cùng thì cả nhà họ có được cuộc sống như bây giờ hoàn toàn nhờ vào đàm hy thím mập luôn ghi nhớ trong lòng cho nên vừa nhìn thấy đàm hy đã thấy kích động luống cuống tay chân cho dù có bảo bà quỳ xuống dập đầu cảm tạ ân nhân thì có lẽ bà cũng không hề do dự khổ quá những ngày tháng trước đây thực sự đã quá khổ sở chính bởi vì đã từng khổ sở cho nên mới biết những thứ ngày hôm nay có được không hề dễ dàng cho nên mới càng trân trọng hơn gấp bội cảm kích hơn gấp bội Lâm Tường Bân thấy thể liên tiến lên dìu vợ, bà xem bà đi, trước mặt khách khứa khóc lóc gì thế. Ngày vui của con trai mà lại khóc là không cắt tường. Thím mập trừng mắt nhìn chồng, ông thì hiểu cái gì hả? Đây gọi là không kìm lòng được, hoàn toàn không thể khống chế được. Khóe miệng Lâm Tường Bân co giật, vội vàng đứng ra mời Đàm Hy và hứa nhất sơn vào bàn. Đợi hai người đi xong, ông khẽ vỗ vai vợ, an ủi, bà cũng đừng nghĩ nhiều quá, có những món ăn tinh không cần lúc nào cũng nói ra ngoài miệng chúng ta chỉ cần nhớ ở đây. Ông chỉ vào vị trí trái tim, tôi hiểu mà, thím mập lau nước mắt, nhà lão lâm chẳng phải toàn là người vong ân phụ nghĩa đó sao. Phi tử, chúc mừng cậu, vẻ vang rồi nhé, hứa nhất Sơn đẩy cánh cửa phòng nghỉ bước vào. Anh Sơn, nào, anh ngồi đi, đừng vội, còn có một người cậu nhất định phải gặp đấy hứa nhất Sơn nhưng người, đàm hy tươi cười đi ra. Phi tử đứng bật dậy, chiếc nơ cài cổ còn chưa thắt chặt rơi xuống đất, chị đàm. Chị, chị, sao chị cũng đến, sao nào, không hoan nghênh tối à, tôi là phần tử đi theo đấy đàm hy cười nói, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh quá ấy chứ, em còn tưởng chị bận, không có thời gian đến đây, cho nên hắn mới không dám đưa thiệp mời, tiểu huệ lặng lẽ nhặt chiếc nơ dưới đất lên, phủi bụi đi, sau đó đặt sang một bên, lúc này mới dám ngước lên nhìn vị khách quý đã khiến chồng mình kích động đến thế, còn dùng đến cả kính ngữ, không là khách quý thì là gì. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã kinh ngạc há hốc mồm ánh mắt khó tin đàm hy là người cười với cô trước còn nhớ tôi không nhớ chứ cô dâu nặng nề gật đầu ánh mắt long lanh lúc đó thực sự cảm ơn cô phì tử không biết hại người phụ nữ đang thầm thì điều gì gãi gáy cười ngốc nghếch lòng thầm nghĩ thì ra vợ hắn cũng quen biết với chị đàm những cái khác hẳn không nghĩ ngợi nhiều thậm chí còn không định truy cùng hỏi tận xem hai người quen nhau thế nào cho nên đúng là người ngốc có phúc của người ngốc ai có tạo hóa của người đó. Hứa Nhất Sơn thở dài một hơi, có một số người, đúng là thực sự quá ngưỡng mộ. chương 609 N Hoán, anh không đến uống chén rượu mừng sao. Đúng 12 giờ, cô dâu chú rể được mời lên bục làm lễ. Vẫn là kính rượu, vẫn là tuyên thệ, cô gái dẫn chương trình còn mang cả nghi thức bái đường thời cổ đại vào. Cha mẹ phi tủ đều mất sớm, từ nhỏ phi tử đã được chú thím nuôi lớn, còn bên nhà gái lại cũng gần giống như vậy, Mười mấy tuổi đã một mình đến thủ đô sinh sống, cho nên vị trí cao đường cũng chỉ có Thím Mập và lão Lâm ngồi. Đến khi cô dâu chú rể hành lễ xong, giọng nói mềm mại thư thái vang lên, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại đoạn video về cô dâu chú rể. Bên bờ biển, mặc Âu phục, áo cưới, nam nữ thân mật ôm hôn, ánh hoàng hôn bao phủ lên hai người, khung cảnh tuyệt mỹ không giống phàm trần. Người đàn ông cười tươi tắn chất phác, cô gái ánh mắt quyến luyến. Lúc này rất dễ khiến cho người ta bỏ qua cảm giác chênh lệch về ngoại hình, chỉ còn lại hai trái tim đang đập vì nhau. Không ngờ thằng nhóc mập nhà ông Lâm lại cưới được cô vợ ngoan ngoãn như thế. Đúng đấy, cô gái kia vô cùng ngoan ngoãn, trong mắt chỉ có chồng thôi. Đúng là thần tiên quyến lữ, tuy những người khách này nói đặc giọng địa phương, người bản địa thủ đô gần như nghe không hiểu được, nhưng đàm hy là ngoại lệ. Dù sao thì kiếp trước cô cũng đã chết ở nơi đó. Hứa Nhất Sơn thấy vậy liền khẽ giải thích, mấy người này là họ hàng nhà họ Lâm, hôm qua mới từ tứ xuyển đến đây. Uy, Đàm Hy không để ý nữa, tiếp tục xem clip, đột nhiên màn hình tối đen, cũng may chỉ 2-3 giây sau đã lại sáng lên, nhưng cảnh tượng không còn tươi mát đẹp đẽ như thế nữa, tiếng nhạc đệm cũng từ tiếng nhạc khe khẽ chuyển thành thứ tạp âm định tại nhức óc. Theo đó tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, đây là cái gì, đen xì xì, không nhìn rõ, ấy, có người rồi kìa, nhìn đi, trời ơi, trên người mấy cô gái đó đang mặc cái gì vậy chứ sao lại mặc áo nịt ngực đi đi lại lại thế xấu hổ chết đi được hình như là hộp đêm đang yên đang lành sao lại chiếu mấy thứ này ý cô gái đó hình như là cô dâu thì phải cô nào ở trong góc đó đó cô gái mặc áo dây với nội y ngồi trên đùi người đàn ông kia kìa ôi cha mẹ ơi đúng rồi đúng là cô dâu thật rồi vốn dĩ chỉ là xì xào bàn tán sau đó đã biến thành tiếng chửi rủa không tiếc lời sắc mặt phì tử trắng bệch, nhìn vợ đầy lo lắng. Tiểu Huệ đời người đứng nguyên tại chỗ, gương mặt hồng hào phút chốc đã trở nên trắng bệch, ánh mắt luống cuống, cánh môi run rẩy. Phì tử đau xót trong lòng, ôm cô vào lòng, Huệ Nhi, không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Huệ biết rằng, chuyện quá khứ của mình thế nào cũng có ngày bị bại lộ, nhưng cô chưa từng nghĩ là lại ở chính hôn lễ của mình thế này. Nhà lão lưu định lấy một con điếm về làm con dấu à? Mất mặt quá đi nhìn có vẻ giống như mẹ hiền vợ đảm đấy nhưng lại là đổ gái điếm người thế này chẳng phải đều bị người ta cưỡi nát rồi còn gì nghe nói đám gái điếm đó đều không sinh được con xem ra sau này nhà họ lưu tuyệt hậu rồi mỗi câu nói đều như cây kim đâm vào trong lòng máu tươi nhỏ ra ròng ròng tiểu huệ sụp đổ lắc đầu em xin lỗi chồng ơi em xin lỗi cô chưa bao giờ thấy xấu hổ quấn bách như thế này vì chuyện quá khứ không mấy vẻ vang của mình vì gia đình phỉ tử bị người ta bàn ra tán vào nếu như trên mặt đất có một cái lỗ thì chắc chắn Cố sẽ chui vào đó. Cho dù bây giờ có chết đi cũng tốt, ít ra thì cũng không cần phải đối mặt với những lời chửi mắng dơ bẩn và ánh mắt coi thường. "Đó, ai cho các người chiếu cái đó? Tắt ngay đi cho tôi." Phỉ Tử phẫn nộ gào lên, giống như một chú sư tử bị chọc giận. Nhưng, cảnh tượng kia vẫn được chiếu tiếp, hoàn toàn không có ai nghe lời hắn, các người ức hiếp người quá đáng. Phỉ Tử ném máy chiếu xuống đất, giật bức màn chiếu đang dựng đó xuống. Mắt đỏ ngầu nhìn quét qua một lượt phía dưới, "Ai làm? Có bản lĩnh thì đứng ra đây cho ông." Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay từ xa đến gần, năm người đàn ông mặc Âu phục đen bước ra khỏi đám đông, đi lên phía trước. Người đứng đầu không để ý đến tiếng gào thét của phi tử, mà trực tiếp đi đến trước mặt Tiểu Huệ, giả bộ hành lễ như một quý ông lịch hiệp, sau đó cười nói, "Chị dâu, đại ca bảo tụi em đến đón chị về nhà." Câu này vừa được nói ra, toàn bộ hội trường ồn lên sắc mặt tiểu huệ đã không thể dùng chữ trắng bệch để hình dung được nữa. Có giống như một con rối đã mất đi linh hồn, ánh mắt trống rỗng, chỉ cố gắng hết sức nắm chặt lấy vạt áo phi tử, dường như đây mới là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Người đàn ông mặc âu phục cười, chị dâu, đừng lề mề nữa, đại ca đang đợi chị đấy. Đi thôi, nói xong, dáng vẻ như muốn bắt tiểu huệ, phi tử gạt tay hắn ra, mày biết tự trọng chút đi. Phi, người đàn ông nhổ một ngụm nước bọt lên mặt phi tử, con mẹ mày mặt tròn như cái mâm mà cũng muốn cướp đàn bà với đại ca tao à? Mày là cái thá gì? Phi tử giơ tay lên đấm một cái, đừng cho rằng hắn lùn, dáng người mập mạp nhưng sức lực lại rất lớn. Mấy năm đi theo N, N. Hoan, đã từng ẩu đả đánh nhau không ít, sức lực đó tuyệt đối không hề tầm thường. Người đàn ông mặc âu phục không ngờ hắn lại ra tay như vậy, không kịp lùi về phía sau, mũi bị đánh trọng thương, máu tuôn ra như suối. Các anh em, đánh nó cho tao mệnh lệnh được phát ra bốn người còn lại vây quanh phi tử bắt đầu tay đấm chân đá hứa nhất sơn xông thẳng đến anh em gặp khó khăn sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ còn có mấy kẻ du công khác có quan hệ thân thiết với phi tử cũng vội vàng xông vào tham gia trận chiến ngược lại đám họ hàng của lâm gia trong số họ không thiếu những thanh niên cao lớn khỏe mạnh nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ không chỉ vậy còn coi những chuyện xảy ra trước mắt như một trò đùa thỉnh thoảng còn quay sang bàn luận với người bên cạnh Thí Mập và Lâm Tường Bân đã sớm bị hai ba biến cố liên tiếp dọa cho sợ hãi. Trước tiên là chuyện xấu hổ của cháu dâu bị bại lộ, sau đó là cháu trai bị người ta nhổ nước bọt vào mặt, tiếp đến hai bên động thủ, nay đã biến thành trận hỗn chiến mười mấy người. Chuyện này, rốt cuộc là sao chứ? Đàm Hy vòng sang bên cạnh, Diêu Tiểu Huệ tránh mặt khỏi chiến trường Tiểu Huệ đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt nặng nề dường như lại phát ra ánh sáng, nắm chặt tay Đàm Hy. Cầu xin chị hãy cứu phi tử, em biết chị nhất định sẽ có cách đàm hy nhíu mày tiểu huệ tưởng cô không đồng ý quỳ xuống dưới đất khóc lóc thảm thương tuyệt vọng phi tử anh ấy rất sùng bái chị lúc nào cũng coi chị là thần tượng là mục tiêu để phấn đấu anh ấy đã từng nói trên đời này không có mấy người đáng để anh ấy đánh cược tính mạng của mình mà chỉ là một trong số đó đàm hy cô đứng dậy trước đi tiểu huệ liều mạng lắc đầu nỗi sợ hãi trồng chất trong đôi mắt dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ vỡ tung trào ra mấy người đó đều không cần mạng sống nữa họ sẽ đánh chết phi tử mất chị đàm ơi phì tử là người tốt em không muốn anh ấy phải mất mạng vì loại người phụ nữ dơ bẩn như em mấy người đó có súng đấy có sủng ư ánh mắt đàm hy đột nhiên run sợ mấy người này rốt cuộc là do ai phải tới ánh mắt tiểu huệ trần trừ toàn thân run rẩy giống như lá vàng mùa thu tuôn bay xuống đàm hy cười lạnh đã đến lúc nào rồi mà còn định giấu tôi nữa được thôi vậy thì cô cứ đợi nhặt xác cho phì tử đi tiểu huệ giật bắn mình em nói là đại ca lôi, đúng như đàm hy đoán, trước kia tiểu huệ từng đi làm ở ngân tám, chính là địa bàn của tên họ lôi đó. Cô từng là tình nhân của hắn, đàm hy nói chúng tim đen, tiểu huệ không nói gì, vẻ mặt dần tối đi, một lúc sau, cô mới lên tiếng, vâng, thừa nhận rồi, đàm hy đỡ cô ta đứng dậy, quay lưng lại gọi đến một số alo, n hoán, hôm nay anh em tốt của anh kết hôn, anh không đến uống chén rượu mừng à. 15 phút sau, N hoán dẫn theo mười mấy người xông đến, ai nấy đeo cả vạt mặc âu phục chỉnh tề, cao to vạm vỡ. Đại sảnh bỗng nhiên im bặt, sau đó lại bắt đầu ồn ào như cái chợ. Ôi cha mẹ ơi, sao lại có thêm một đám người nữa kéo đến thế? Nhà họ lưu chọc phải ai rồi à? Đám người này trông có vẻ không dễ chiêu chọc đầu, nhìn kia, cái đầu đó, dáng người đó, ôi cha mẹ ơi, cẩn thận lúc nữa thôi là vác dao chém luôn đấy. N hoán đi đầu, trên gương mặt điển trai quá đáng hiện rõ vẻ tiêu điều. Sơ xác, đám đông tự động tránh ra nhường đường cho hắn. Hai đám người ẩu đả không hẹn mà gặp đồng loạt dừng tay, đứng thành hai bên, nhìn chằm chằm đối phương, như để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tiếp. Bộ âu phục của phi tử đã bị nát bươm, nơ cài cổ cũng bay mất, trên chiếc áo sơ mi trắng in dấu chân người, chưa kể đến những chỗ chảy máu trên mặt. Người phía bên kia cũng không lành lặn gì, tuy họ giỏi đánh đấm, nhưng cũng không thể chống cự lại được nhiều người bên phía phi tử như vậy. Gã đàn ông mặc âu phục khạc đầm, bên trong còn có tơ máu, đầu lưỡi nếm thấy vị tanh của máu. Sớm biết thế này đã dẫn thêm mấy anh em nữa rồi, vậy đã không phải chịu uất ức thế này. Địch, này người anh em, mày ở đầu đến đây, ở đấy bọn tao còn có chút chuyện phải giải quyết, tốt nhất là mày tránh xa ra, đừng để dính máu vào người. Gã đàn ông mặc vest hết cắm lên gào thét với an hoán. Đàm hy mắng một câu, đồ ngu, quả nhiên chưa đầy ba giây sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Gã đàn ông mặc vest đã bị một người trong số quân N hoán dẫn theo bẻ ngược tay ra đằng sau, giảm xuống dưới đất, giống như một con rùa đang thở phì phò, đầu còn dáng vẻ nghênh ngang phách lối lúc trước nữa. Đây chính là thực lực của hội ám dạ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay tuyệt đối sẽ là giết người trong chớp mắt. Đừng nói đến cái tên gà mờ lôi minh kia, cho dù là bang xã hội đen chính quy có mặt mũi ở phía bắc hoa hạ đến trước mặt hội ám giả cũng đều phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc chúng mày là ai hả? không sợ đắc tội đại ca lôi à. N hoán cười nhạo một tiếng, đi đến trước mặt hắn, lôi minh. Hắn là cái thá gì? mười 610, người khống chế được tất cả. Gã đàn ông mặc vest mặt biến sắc, đám người này rốt cuộc là ai chứ? Hắn lôi danh tiếng đại ca ra mà cũng không có tác dụng gì sao? Chẳng lẽ là, đã đá trúng thiết bản rồi sao? Phì tử, cậu đến đây N hoán vẫy tay hắn. Anh Hoàn, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng thành ra lập nghiệp rồi N hoán cải lại cúc áo cho hắn, Khá lắm, đẹp trai đấy." Phỉ Tử gãi đầu, cười ngây ngô, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự ấm ức, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, một giây trước vẫn có thể cắn răng chịu đựng, một giây sau vừa nhìn thấy người thân đã không nhịn được, nước mắt rơi lã chã trực khóc. "Chúng ta làm anh em đã bao năm nay, hôm nay là ngày đại hỷ của cậu, tôi tặng cậu món quà tân hôn, thế nào?" N hoán cười nói, đáy mắt là sự thâm thúy khó hiểu. "Hả?" Phỉ Tử nghe mà mơ màng không hiểu gì. N Hoán giơ tay lên, người đàn ông mặc áo đen đưa một con dao mã tấu Thụy Sĩ lên. Hắn đưa cho Phi Tử, "Này, cậu cầm lấy, trừ đầu, tim và bụng, những chỗ khác tùy cậu chọn." Phi Tử toàn thân run rẩy, tay không khỏi run cầm cập, "Anh Hoán, anh đừng đùa nữa." Sắc mặt N Hoán trầm xuống, "Cậu thấy tôi có giống như đang đùa không?" "Không giống, bởi vì đã có người mặc áo đen bắt đầu thu dọn các thiết bị điện tử của khách khứa có mặt." còn camera trước đó đều đã bị người của gã mặc vest đen kia phá hỏng rồi n hoán xoay người ánh mắt sắc bén nhìn quét qua mọi người chuyện hôm nay thuộc về ân oán cá nhân nếu có ai dám báo cảnh sát hoặc nói ra ngoài thì tin tao đi mày hoặc chúng mày nhất định sẽ chết chết rất đẹp đấy mọi người đều đang sợ hãi lần lượt thể hiện sẽ không nói ra ngoài đầu lắc còn nhanh hơn cả đánh chống bỏi n hoán mở hai tay ra lùi về phía sau nửa bước làm động tác mời phì tử anh em một hồi, những nỗi lo sau này tôi thay cậu giải quyết, chặt đi. Gã đàn ông mặc Âu phục bị đè dưới đất đầu đẩy mồ hôi, không dám. Chọc vào N, N. hoán, hắn trợn mắt lên nhìn phì tử, nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt hung ác mày dám. Phì tử lại do dự thêm vài phần, thậm chí ý muốn thoái lui còn hiện lên trong mắt. Gã đàn ông mặc vest thấy vậy, tỏ vẻ khinh thường, cái ngữ như mày mà cũng dám dụ dỗ đàn bà của đại ca à. Đéo hiểu nổi tại sao con điểm này lại thích mày nữa. Tiểu Huệ rất xinh đẹp, không ít người muốn ngủ với cô ta, sau này bị lối Minh thích, mọi người đều không thể không thu lại tâm tư đó. Nhưng một người đẹp như thế cả ngày cứ lượn lờ trước mặt, làm gì có ai không muốn xông lên làm một trận khổ máu chứ? Không ngờ cuối cùng lại bị con heo mập này chiếm mất. Chẳng phải chỉ là con đàn bà dâm đãng bị người ta cưới rồi, có gì ngon đâu chứ? Cũng chỉ có mày dám lấy nó, bị cắm sừng lên đầu mà không những không định nhổ đi, mày còn định vác cái sừng đẩy chạy khắp nơi à? Ha ha ha, gã đàn ông mặc âu phục cười hèn hạ lại ác liệt, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt. Không ai ngờ rằng phì tử sẽ ra tay thật, hơn nữa còn đột nhiên như vậy, không hề có chút dấu hiệu trước nào, dường như tất cả nỗi khiếp sợ và uất ức đều biến mất chỉ trong nháy mắt. Tiểu Huệ chỉ có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của người đàn ông, mang theo sự phẫn nộ bị đè nén và sự cuột cường xưa nay chưa từng thấy, giống như ngọn núi cao nguy nga, thẳng tắp đáng tin cậy. Đàm Hy không ngăn cản, lúc này, thậm chí ngay cả cô cũng không được quyền lên tiếng. Bởi vì, lúc này đây N hoán mới là người khống chế được tất cả. Dường như hắn đã lạnh lùng tàn bạo hơn, trầm ổn hơn, có địa vị hơn lần gặp trước đó. Bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, tất sẽ lộ rõ mũi nhọn. Thứ duy nhất không thay đổi là gương mặt kia, vẫn phong hoa tuyệt đại, đẹp đẽ yêu mị. Phỉ tử chặt liên tiếp ba nhát, tất cả đều cắm vào đùi phải gã đàn ông mặc âu phục kia. Hắn kêu thảm thiết đến khàn đi tiếng xì xào bàn tán đã hoàn toàn không còn nữa. Những vị khách khứa coi như chuyện không liên quan đến mình cuối cùng cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Tiểu Huệ muốn xông ra nhưng đã bị đàm hy kéo lại, cô muốn làm gì? Nếu cứ thế này sẽ xảy ra án mạng mất, cho nên cố định ngăn cản à. Đàm hy híp hai mắt lại, ánh mắt sắc bén. Tiểu Huệ mịt mờ, em không muốn ngăn cản, nhưng em sợ anh phi tử sẽ phải ngồi tù. Sắc mặt đàm hy hơi hòa hoãn, cũng may, còn chưa ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Chị đàm ơi, Tiểu Huệ không hiểu ra sao, có N hoán ở đây rồi, cổ còn sợ gì nữa. Nói chính xác là có hội ám giả ở đây rồi, nhưng, chuyện của đàn ông, phụ nữ đừng có xen vào, đứng bên cạnh nhìn là được rồi. Tiểu Huệ không hiểu, nhưng trong lòng còn chưa mù, phân rõ được tốt xấu, cho nên không dám tiến lên nữa. Nhìn cho kỹ đi, một người đàn ông có thể vì cố làm được đến mức này, thì cho dù sau này thế nào cô cũng không được phụ lại người đó Đàm hy nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh, sống mũi tiểu huệ cay cay cố nén không rơi lệ cô ta hiểu cô ta đều hiểu hết nhìn thấy phi tử đã chém đến đỏ cả mắt n hoán giơ tay lên chặn lại người anh em đủ rồi còn lại để tôi xử lý được không ánh mắt mơ màng nhìn n hoán còn mang theo vẻ hung ác nham hiểm chưa kịp rút đi anh hoán đưa dao cho tôi phi tử lúng túng vô thức hỏi lại dao ừ chính là thứ cậu đang cầm trong tay đấy em có phải ngồi tù không hắn không muốn ngồi tù nhưng phì tử không thấy hối hận vì hành vi của mình một khoảnh khắc nào đó hắn còn thấy tỉnh táo hơn bất kỳ ai không một ai được phép xỉ nhục tiểu huệ không ai được phép n hoán vỗ vai hắn khẽ cười người anh em chúc mừng hạnh phúc cứ yên tâm đi hưởng tuần trăng mật đi những chuyện khác cậu không cần phải lo phì tử gật đầu như hiểu như không đi rửa tay đi nhớ kỹ phải lấy nước rửa tay rửa cho sạch ngữ khí n hoán nhẹ nhàng phì tử xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay thật lúc này đàm hy không ngăn tiểu huệ lại nữa để cho cô ta đi theo phì tử n hoán cầm con dao mã tấu lau vào khăn trải bàn dịch máu bị lau đi lại mới tinh sáng choang như lúc đầu a thanh hắn đột nhiên lên tiếng trói mấy người này lại ném vào cửa ngân vâng n hoán cùng đồng bọn đến nhanh đi cũng nhanh ở lại chưa đến nửa giờ đồng hồ đã nghênh ngang rời đi trước khi đi còn để lại một câu mọi người tiếp tục ăn uống hôn lễ còn chưa kết thúc không ai được đi đâu hết Chương 611, có thể thím của mình là hàng giả. Có lẽ hành động của Ấn Hoán làm cho khách khứa bị ám ảnh sâu sắc. Vì thế sau câu nói cuối cùng, mọi người đều lặng lẽ ngồi về chỗ, dù cho ăn không ngon, cũng phải gấp thức ăn nhét vào miệng. Bầu không khí vốn dĩ náo nhiệt như đóng băng lại, không giống hôn lễ mà giống như tang lễ. Vất vả lắm bữa ăn đứng ngồi đều không yên này mới ăn xong. Mọi người nhanh chóng lũ lượt ra về, giống như sau lưng có quỷ đuổi theo vậy. Cuối cùng những người ở lại cũng chỉ còn chú rể, cô dâu, thím mập, lão lâm, hứa nhất sơn và đàm hy, le que sáu người. Tiểu Huệ cúi đầu suốt, phì tử cản cố lại, cô nói với giọng chán ngán không việc gì đến anh. Sắc mặt thím mập rất khó coi, trước đó phì tử không hề nói cho bà biết rằng tiểu Huệ thật ra là gái điếm, thình thịch, cô dâu mặc chiếc váy trắng đột nhiên quỳ xuống. Phì tử kéo dậy, em làm gì vậy, mau đứng lên, tiểu Huệ chỉ vỗ nhẹ vào mấu u bàn tay anh, với ý chấn an thể hiện rất rõ qua cử chỉ đó rồi cố hướng về hai ông bà già dập đầu ba lần đây lâm tường bân luống cuống tay chân không biết nên chấp nhận hay là tránh đi nên đành thở dài quay đầu đi chỗ khác mặc kệ thím mập kéo ống lại né gì chứ đây là chuyện trung thân đại sự của cháu ông đó đừng bày cái kiểu bảo sao nghe vậy ra với tôi nhìn thấy là bực cả mình lời nói với giọng không hề hiền lành cái kiểu chỉ gà mắng chó may là còn kìm chế được chứ không to tiếng chửi bới để làm được điều này, đối với Thím Mập mà nói đã không dễ dàng gì. Phải biết rằng, bà chủ quán vỉa hè bên cạnh là bà Trần Đanh Đá nổi tiếng gần xa, nhưng cuối cùng cũng bị Thím Mập chửi đến khóc gọi cha gọi mẹ. Nếu nói về sức chiến đấu võ mồm, Thím Mập tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Gái tứ xuyên, khổ khổ, tuy rằng hiện tại có hơi lớn tuổi một xíu, nhưng cũng không dễ dàng bị ăn hiếp đâu nhé. Nhưng Thím Mập vẫn giữ thể diện cho Tiểu Huệ. Dạ, thưa chú, thím. Tiểu Huệ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai ông bà con rất xin lỗi vì lúc đầu đã giấu chú thím chuyện con đã từng làm việc ở hộp đêm thì ra đều là sự thật sở dĩ thím mập chưa nổi đoá lên chỉ là vì muốn nghe được lời giải thích của cô không ngờ không hề hãm hại gì cả tất cả mọi thứ đều là sự thực con xin lỗi con đã làm chú thím xấu hổ con rất rất xin lỗi thím mập lui về sau hai bước đôi mắt từ từ đóng băng lại khỏi dập đầu nữa tôi không chịu nổi hành lễ lớn vậy đâu khuôn mặt tiểu huệ phờ phạc thưa thím cô đừng kêu tôi nữa phì tử thấy vậy mà lòng đau như cắt đỡ lấy cô huệ à em đứng dậy đi ai mà không có quá khứ chứ anh không để bụng thật sự không để bụng đầu thím mập nghe thấy vậy liền tức đến sổ một tràng lâm tử thông bình thường thím dạy con như thế nào hả không dành với người khác miếng cơm nhưng không chịu thua kém con vậy là sao hả thím à con yêu tiểu huệ không thể chia tay với cô ấy được yêu đương cái gì chứ kết hôn rồi, chỉ cần chui vào trong chăn ngủ, là đàn bà, có thể sinh con, ai mà không thể làm vợ con hả? Tại sao cứ phải là, thích một con điếm chứ? Thưa thím, con không cần những người đàn bà khác, con chỉ cần tiểu huệ thối. Ánh mắt phì tử đầy vẻ kiên định, thím mặt giơ tay tắt một bà tai, lâm tường bân vội vàng kéo bà lại, bà làm gì đó? Có giận đến mấy, cũng không được đánh chứ? Ông buông tay ra đi, hôm nay bà đây phải dạy dỗ thằng trời đánh này. Lúc nhỏ đánh ít quá mà, nên giờ mới làm ra chuyện hoang đường như vậy đây. Thấy tay của thím mập lại sắp rơi xuống má bên kia của phi tử, đột nhiên tiểu huệ đứng dậy, đỡ lấy một bạt tai. Dù sao cũng không thể so với da thô thịt dây của đàn ông, hơn nữa, bà tại này của thím mập rất có lực, tiểu huệ bị đánh đến nghiêng cả đầu, lúc quay lại, khóe miệng bị rách, máu liền chảy ra. Sau đó, nửa khuôn mặt nhanh chóng đỏ sưng cả lên. Đàm hy tặc lưỡi, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau rồi. Phi tử quính lên, huệ, em điên sao? anh ra mặt dày có bị đánh mấy cái cũng có là gì em đừng có làm như vậy nữa không sao không đau gì cả phì tử đỡ lấy khuôn mặt của cô giống hệt như đỡ lấy đồ quý hiếm vô cùng cẩn thận còn nói không đau sưng cả lên rồi trong lòng thím mập đột nhiên có cảm giác bất lực dâng lên bàn chân thấy mềm nhún liền ngồi bẹp dưới đất được được lắm hai người là uyên ương khổ mệnh tôi trở thành người xấu ác không thể tha thứ được Lâm Tử Thông, thím đã uổng công nuôi dưỡng con lớn khôn trong từng ấy năm qua. Thím à, bà già này, mấy người đừng kêu tôi nữa, cũng đừng dìu tôi nữa. Để tôi tức chết đi." Tiểu Huệ quỳ xuống, đang định đưa tay dìu bà dậy, kết quả bị thím mập hất tay ra, "Cô cút khỏi đây cho tôi." "Thím ơi, Tiểu Huệ không tính đụng vào bà nữa, chỉ quỳ một bên, nhỏ nhẹ nói, "Con biết bản thân con rất dơ bẩn, có quá khứ như vậy, muốn rửa cũng không thể rửa sạch. Nhưng con tuyệt đối không rời xa phi tử." trừ khi một ngày nào đó anh ấy không cần con nữa, con sẽ chủ động biến mất khỏi trước mặt mọi người. Từ năm 12 tuổi con bị người ta lừa đem đi bản. Đến giờ 22 tuổi, trong võn vẹn 10 năm qua, Phi Tử là người duy nhất đối xử tốt với con. Lúc đầu khi ở với anh ấy, con chỉ vì báo đáp ân tình 5 lần 7 lượt cứu con. Sau đó dần dần con phát hiện con đã yêu anh ấy mất rồi. Con không xem anh ấy là hình nộm cứu mạng, hay chỉ vì thèm muốn một chút ấm áp mà là vì thật sự muốn trở thành vợ của lâm tử thông cùng anh sống đến bạc đầu tim người cũng làm bằng thịt tuy thím mập tức giận nhưng nửa khuôn mặt xương đỏ của tiểu huệ dáng vẻ lại lục phan xin thực sự rất đáng thương hừ cái thằng lâm tử thông đầu mập tại to đó cô thích cái gì của nó chứ muốn ngoại hình không có ngoại hình muốn tiền không có tiền thím mập tỏ vẻ chê bai thực sự mà nói thì cô tiểu huệ này ngoài việc từng làm gái trong hộp đêm thì các mặt khác thực lòng mà nói không có gì khiến người ta phải chế cả dù là ngoại hình, hay tính cách, trong những ngày sống chung với nhau vừa qua, thím mập cũng chưa bắt được điểm xấu nào. Trước đó còn nói một cô gái tốt vậy có phải mù rồi không mà thích lâm tử thông chứ? Phi tử, có lẽ thím của mình là hàng giả. Mỉm cười, chương 612, người đó rất đẹp. Tiểu Huệ nghe thấy vậy, hơi dừng lại, phi tử đúng là không đẹp trai, nhưng... Anh ấy đối với con rất tốt, con cũng muốn tốt với anh ấy. Huệ, phi tử cũng lần đầu nghe cô ấy nói như vậy, anh thấy ấm lòng thím mập trừng mắt lạnh lùng lộ vẻ cảnh cáo cháu thành thật chút đi đừng đánh chống lảng phì tử thấy nóng cả người thím thím cũng nghe thấy rồi đấy lúc đầu huệ bị bắt thủ đô những chuyện sau đó đều là do bất đắc dĩ mà thôi hơn nữa hiện giờ em ấy cũng đã bỏ nghề rồi sau này cũng sẽ không bước vào giới đó nữa thím không thể cho tụi con một cơ hội sao con tưởng thêm muốn làm người ác sao thím mập thở dài ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía tiểu huệ chuyện lúc nãy ai có thể đảm bảo không xảy ra lần hai nữa chứ điều tôi canh cánh trong lòng không chỉ công việc cô đã từng làm còn cả những hậu quả để lại nữa thím mập biết chuyện không nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng việc bà thông suốt những điểm mấu chốt rõ ràng tiểu huệ đã đắc tội ai từ lời nói của người đàn ông mặc com lê trước đó không khó để biết được đối phương còn là một đại ca bản lĩnh không hề nhỏ tiếp tục như thế rất có thể phì tử sẽ bị liên lụy thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đây là điều là thím mập không hề muốn thấy nhất, việc này không cần lo lắng, đột nhiên đàm hy mở miệng, nếu N hoán đã đồng ý thì sẽ xử lý rất tốt. Từ nay về sau sẽ không có ai đến quấy rầy mọi người nữa. Mắt thím mập sáng rỡ có thật không? Nếu nỗi lo về sau này có thể giải quyết được, thím mập cũng không phản đối bọn họ kết hôn. Thứ nhất, phi tử thích, người làm thêm như bà cũng không muốn làm kẻ xấu chia rẽ uyên ương. Thứ hai, tiểu huệ thực sự là một cô gái tốt, nhu mì hiền lành, quan trọng là thật lòng yêu phi tử. Mặc dù cố lầm đường lạc lối, nhưng đã kịp thời quay đầu, còn có gì không thể tha thứ chứ. Đối diện với ánh mắt mong đợi của thím mập, đàm hy gật đầu khẳng định. An hoán giờ đây đã không còn là tên tép siêu nhãi nhép hồi ban đầu nữa, đối phó với đại ca lôi, chẳng qua là chuyện hoạt động cơm miệng chút, dễ như trở bàn tay. Ổ bạc, đại ca, có chuyện rồi, lôi minh liền mở mắt, bỏ hai chân đang đặt trên bàn uống trà phía trước mặt xuống đất, chuyện gì? Nói rõ ràng, A Khâu bị một đám người ném ở ngoài cửa, máu me đầm đìa. Cái gì? Lôi Minh ngồi bật dậy từ ghế sofa. A khấu không phải đi bắt con tiện nhân đó sao? Còn bốn người khác đi cùng cũng ngủ cả rồi. Thằng lợn béo đấy dám làm người của chúng ta bị thương. Lối Minh giận dữ không kèm xuống được. Đại ca, vậy A Khẩu xử lý sao đây? đưa đi trị thương. đợi đã, đem người đến đây trước. Tao phải hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hai phút sau, A Khâu bị kéo đến trước mặt Lôi Minh rội nước cho nó tỉnh. Vâng, A Khâu vì mất máu quá nhiều cả người phờ phạc như con chó chết, lúc này tỉnh lại, hai mắt lờ mờ, cảm giác mắc ói dâng trào, thấy cảm. Thế giới đều đang xoay vòng, đột nhiên, hắn nhìn thẳng, kinh gạc hô lên, đại ca. Đáng tiếc, giọng không có sức lực, cực kỳ yếu ớt. Người tao kêu mày mang về đâu, toàn thân A Khẩu run lên, đại ca, thắng lợn béo đó có người giúp. Người giúp, đúng vậy, em nói ra tên của anh, hắn, hắn dám nói. Hai mắt Lôi Minh hơi nheo lại, lướt qua tia nguy hiểm, hắn ta nói gì? Hắn? Hắn bảo anh là cái thá gì? Hơ, gan to thật đấy, người đó đem theo một đám côn đồ, ai nấy đều lực lưỡng. Côn đồ, Lôi Minh nhíu lại chân mày, có đặc điểm gì cụ thể không? Dáng vẻ đứa cầm đầu, ta à không ngập ngừng một hồi, mới nói tiếp, rất đẹp. Cái gì? Là đàn bà, không, là đàn ông. Lôi Minh suy nghĩ, một người đàn ông được miêu tả với tính từ đẹp cho đến bây giờ ông mới gặp qua một người n hoàn thế nhưng một người đàn ông dáng rất đẹp như vậy trời sinh ra đã là số mệnh bị đùa bỡn vì vậy dù đã xác định người đó là n hoàn cũng không muốn tin rằng hắn có bản lĩnh và quyết đoán khiến a khẩu bị thương được rồi xuống xử lý vết thương đi a khẩu bị khiêng ra ngoài lôi mình ngồi trên ghế sofa ngón tay vuốt cằm vẻ mặt trầm tư đại ca đối phương không phải hạng vừa chúng ta bỏ qua như vậy sao Lôi Minh cười hở một tiếng, làm người của tao bị thương, còn tính lui toàn vẹn sao. Mơ đi, vậy bây giờ chúng ta, lập tức đi điều tra, đám người đó rốt cuộc từ đầu đến. Có quan hệ gì với thằng phì tử? Lôi mình quay vào phòng làm việc nghỉ ngơi, vừa ngủ không bao lâu thì có người gõ cửa. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, bật người ngồi dậy, mặc đổ vào rồi mở cửa ra, xảy ra chuyện gì? Đám thuộc hạ ai cũng biết, hắn rất ghét bị ai quấy dày giấc ngủ chưa, trừ phi có chuyện khẩn cấp, nếu không tuyệt đối không gõ cửa. Đại ca, bên ngoài có đám áo đen đang đánh nhau với anh em chúng ta. Ra xem xem, lúc lôi mình đến, hiện trường đã trở nên hỗn độn, người của mình đã bị thương lăn ra như dạ, nhưng đối phương lại không có ai bị. Thương, điều này làm cho hắn rất căm tức, các hạ rốt cuộc là ai? Cô ý muốn tới gây phiền phức cho tôi mổ đây hả? Lời nói này hắn cố ý muốn để cho người bên cửa sổ nghe. Người mặc áo đen đứng quay lưng, nhìn không rõ mặt. Lúc này, đột nhiên n hoán quay lưng lại đối diện với ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của lôi minh cười lạnh nhạt lâu không gặp lôi minh là câu hồi sòng bạc vẫn còn hoạt động lôi minh cũng là cổ đông vì vậy số lần hai người gặp mặt không hề ít tuy rằng có mối quan hệ hợp tác đó nhưng phía lôi minh và bến n hoán ít nhiều gì cũng có chút không hợp nhau liên quan tranh chấp lợi ích thì ai cũng không muốn nhượng bộ lâu ngày thì trở thành sự ngăn cách mà đã có sự ngăn cách thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn chương 613, N hoán B không thể đụng vào. Hơn nữa, A Phi chết dưới tay lôi minh, tuy rằng trong đó có có sự tính toán cố ý của đàm nghi nhưng người nhúng tay vào làm trực tiếp vẫn là hắn. Từ đó về sau, giữa ấn hoán và lôi minh chính thức vạch rõ ranh giới, từ đây không liên quan đến nhau. Đây là ý gì, lôi minh nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng, nói sao đi nữa, cũng là chỗ quen biết cũ, sao cậu có thể đem người đến đập phá chỗ của tôi n hoán nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương không hề né tránh thậm chí còn lạnh lùng hơn vài phần chỗ quen biết cũ ông kêu người đến làm hỏng hôn lễ của anh em tôi bây giờ tôi chỉ qua đây đập vài cái bàn vài chai rượu ông còn mặt mũi ở đó mà sủa bậy hả đến phút này lôi mình không thể không thừa nhận n hoán hiện tại đã không còn là thằng cóc kẻ ngày hôm qua nữa dù cho đang mặc quần áo sạch sẽ cũng không che giấu được sự thật máu tanh nhuộm màu đó là sự hung tợn và sát khí được rèn luyện sau bao tháng ngày giết chóc. Chỉ chốc lát, khí thế của lôi minh giảm đi vài phần, sự tức giận trên khuôn mặt chuyển thành nụ cười không có chút khúc mắc, nghiêng người nhường đường, làm động tác xin mời, anh hoán đại giá Quang Lâm, chỉ bằng ngồi xuống nói vài câu. Ngay cả cách gọi cũng từ N hoàn biến thành cách gọi anh hoán vô cùng nịnh nọt. Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Xin mời Lôi minh cố ý nhường ghế chủ nhân, rồi còn kêu mấy tiểu đệ đi lấy một chai rượu vang có giá không hề rẻ ra, sau đó rót cho an hoán một ly vừa đủ đại ca lôi khách sáo rồi n hoán dựa lưng vào ghế tư thế rất nhàn nhã hôm nay tôi đến không phải để uống rượu cũng không nói chuyện xưa chỉ muốn tìm anh để có cấu giải thích rõ ràng mà thôi giải thích đại ca lôi cũng nên biết rằng hôm nay là ngày hôn lễ của một đứa từng là đàn em của tôi vốn dĩ muốn đòi ly rượu mừng không ngờ lại gặp phải người nhà anh động tay động chân với cô dâu việc này tôi muốn nghe xem đại ca lôi có suy nghĩ gì không khi nhận được thiệp cưới của Phi tử, vốn dĩ là N Hoán không tính đi. Giờ anh làm việc cho hội ám dạ, thân phận rất nhạy cảm, tuy rằng giờ đây Phi tử lựa chọn cuộc sống bình thường ổn định, nhưng tốt nhất vẫn nên cắt đứt liên lạc với người quen trước kia. N Hoán cũng là một trong số đó. Giờ đây thiệp cũng đã đến tay, chứng tỏ trong lòng Phi tử vẫn còn tình như anh em lúc đầu, vậy là đủ rồi, không phải sao? Vì vậy, N Hoán không có đến đám cưới, chỉ cử người gửi phong bao đỏ chúc mừng trước đó thôi không ngờ sau cùng, hắn cũng bị một cú điện thoại của đàm hy gọi ra. Lôi mình nghe vậy, làm ra vẻ sực nhớ ra, ồ, thì ra chú rể và anh hoán quen biết nhau, người nhà mình mà không biết nên gây ra sự hiểu lầm không đáng có. Trong mắt N hoán thoáng qua vẻ mỉa mai, lôi mình có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, chắc công sức cũng nhờ cái miệng gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma đó của ông ta. Rõ ràng biết mối quan hệ của hắn với phi tử, nhưng chỉ nhắc qua sơ sơ bằng cách gọi chú rể, nếu thật sự N Hoán muốn truy cứu, anh có thể lấp liếm bằng không biết. Dù sao, kẻ không biết không có tội, ai có thể làm gì được hắn chứ? Đương nhiên, N Hoán bất chấp vạch trần hắn ta, cũng không phải không được, nhưng tiếng xấu lòng dạ độc ác, có thì phải báo đó chắc sẽ lan truyền khắp trong giới. N Hoán, nghe vậy, xem ra đại ca lôi hình như không biết nội tình. Nội tình gì, tôi chỉ biết, một con tình nhân không nghe lời trốn theo một thằng đàn ông, tôi mới kêu A Khâu đem người đi bắt. Ve. Vậy sao, đương nhiên, đáng tiếc, ăn hoán thở dài, tình nhân đó e là không bắt về được nữa. Ánh mắt lối mình chợt lóe lên, anh hoán nói vậy là ý gì? Bởi vì, bây giờ cô ấy đã theo anh em của tôi, vì vậy tôi không cho phép ông gây rối họ nữa. Thẳng thừng, ngang tàn, cuồng vọng cực độ, n hoán, cậu đừng có quá đáng. Lôi mình đập bàn đứng dậy, ánh mắt dư tợn, hết cách, hắn ung dung thong thả đứng dậy, đôi mắt phượng hết sức tinh xảo ấy lộ ra vẻ sát khí, kẻ quả đáng là ông mới đúng lôi minh. Muốn chết, trong nháy mắt cả đám người vây lấy, ai ai cũng cầm súng trong tay, bao vây hắn ở giữa. Lôi minh cười nhạt, mấy tháng không gặp, mày thực sự tiến bộ không ít. Đáng tiếc, trên đời này cứng nhất không phải miệng lưỡi, mà là súng trong tay mấy người này. Mày có nói nhiều đến mấy, không bằng một phát ngay đầu mày. Bằng cái mạng nhỏ thể là chấm hết. Vậy sao? N hoán cười hỏi ngược lại, lúc giơ tay lên vỗ tay, hai mươi mấy người áo đen xông vào, trong tay đồng loạt cầm khẩu A9. Lôi Minh trợn to mắt, mày là người của hội ám giả. cả nước chỉ có bang hội của giả xã và hội ám giả mới có tư cách sử dụng khẩu súng loại này. Nhưng giả xã ở miền Nam chẳng thể nào lại xuất hiện ở thủ đô được, vậy chỉ còn hội ám giả. N hoán cười và đẩy họng súng đối diện đang chĩa vào mình lên, thoát ra vòng bao vây, tiến bước đến trước mặt Lôi Minh, súng cũng chia loại, có loại cứng, còn có loại cứng hơn, cho dù nhắm ngay đầu, có chính xác, còn có chính xác hơn. Ông nói xem, có phải đạo lý này không? chân của lôi minh run lên, cười một cái miễn cưỡng, đều là bạn bè, sao lại phải động đến súng chứ? Chẳng qua là một ả tình nhân, nếu anh Hoán đã ngỏ lời, tôi cũng xuôi trèo mắt mái, không truy cứu nữa. Đây chính là, có qua có lại, xem như đây là thành ý của lôi minh tối, sau này có gặp lại, chúng ta vẫn là bạn. Bạn, N Hoán nhướng mày, tôi chưa thấy loại bạn nào mà chỉ họng súng vào bạn cả. Lôi minh hơi biến sắc, hạ giọng xuống, cất hết súng cho tao. N Hoàn thấy vậy, cũng giơ tay lên đám người áo đen cũng rút lui theo vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh khác hẳn đám ô hợp của lôi minh hoàn toàn là một trời một vực nếu hai bên chúng ta đều đã nhất trí với nhau vậy tôi không làm phiền đại ca lôi nghỉ chưa nữa chỉ hy vọng ông nói được làm được nếu bị tôi phát hiện ông âm thầm làm phiền anh em của tôi hơ hơ vậy thì đừng trách sống của hội ám giả quá cứng khiến ông ăn không tiêu nói xong nghênh ngang ra về lôi minh đứng tại chỗ không rõ vẻ mặt thế nào thật đúng là gà chó lên trời. N hoán bây giờ, nó thật sự không thể đụng vào. chương 614, nghỉ hè, không cầm cự được. Tham gia xong hôn lễ, Đàm Hy đã trở về Tân Thị vào sáng sớm ngày hôm sau. Cũng may là không bỏ lỡ môn chuyên ngành của Phạm Trung Dương. Cuộc sống lại trở về quy luật bình thường, chớp mắt, hết tháng 5, tháng 6 nóng bức đã tới. O, che miệng sông vào trong phòng vệ sinh, đàm hy nhòi người trên bồn rửa mặt, ói đến nỗi trời đất u ám nhiễm giao đưa khăn giấy cho cô mắt lộ vẻ lo âu đấy đã là lần thứ ba trong sáng nay rồi chắc chắn không cần đến bệnh viện ư đàm hy đang xúc miệng nghe vậy vẫy vẫy tay tỏ ý không hề gì vậy đến trạm y tế trường lấy tí thuốc không chuyện nhỏ không nên phiến vậy đàm hy kéo một tờ khăn giấy chùi miệng sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt sáng ngời như cũ đêm qua ăn mì trộn không được sạch lắm hàn sóc cũng chẳng biết bị đứt dây gì tối qua phải bắt cô ra ngoài ăn khuya ăn thì ăn cũng không thèm lựa chỗ sạch sẽ một chút, toàn chui vào trong hẻm nhỏ. Nói cái gì mà, thứ ngon nằm trong chỗ bí mật, phải đi thăm dò khám phá. Kết quả, một tô mì trộn vào bụng, đàm hy thành ra thế này đây. May là, ói mấy lần đã tốt hơn rồi, cô lại đi ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy lại nhảy nhót vui vẻ. Giữa tháng 6, mấy môn chuyên ngành theo nhau kết thúc, ai nộp bài luận thì nộp bài luận, chuẩn bị thi thì chuẩn bị thi, người học hành ẻo là cả học kỳ như sôi máu trong một đêm, dù sao thì thư viện và phòng tự học ngày nào cũng đầy người hàn sóc thì hơi thảm không những phải chạy chương trình quay tiết mục còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ càng ngày càng nổi tiếng việc hàn sóc thường xuyên không ở trường đã là chuyện thường tình lịch học thì công ty quản lý đã cho người nói chuyện với phía giáo vụ nhà trường chi tiết nói chuyện thế nào thì không ai biết nhưng từ đó về sau việc điểm danh trong lớp và bài tập về nhà hàn sóc đều có thể quan minh chính đại bỏ qua nhưng việc thi cuối kỳ thì phải tham gia một khi không đủ điểm, chỉ có thể học lại, không có cơ hội thi lại. Làm vậy mới lấp được miệng lưỡi một số người lắm chuyện. Vì vậy, nửa tháng trước khi thi, Hàn Sóc đã dừng tất cả công việc lại, yên ổn ở trường ôn bài. Nháy mắt đã cuối tháng 6, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến. Ngày hôm đó kết thúc, tiểu công chứa ra khỏi hội đồng thi là chạy ngay về ký túc xá, sau đó dọn dẹp đồ đạc, kéo vali đi về. Đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, quay người tặng cho đàm hy và hàn sóc hai cái hôn gió, nghỉ hè vui vẻ nhé, các tình yêu. Đàm Hy, Hàn Sóc, còn về phần An An, cô cũng rất khiêm tốn, dạo gần đây còn khá thần bí, không tính chuyện suốt ngày xin nghỉ, vừa ra khỏi hội đồng thi thì bị một chiếc xe ben đón đi, còn nhanh hơn cả nhiễm dao nữa. Trong ký túc xác chỉ còn lại Đàm Hy và Hàn Sóc. Đêm đó, hai người ra ngoài ăn đêm, không chỉ vậy, mỗi người còn cạn hết hai lon bia. Sau đó còn ra pắp nhảy nhót, gần 10 giờ mới về trường. Hàn Sóc, ra sân vận động đi bộ không? Đàm Hy, được đó. Hai đứa điên khoác vai nhau ra sân vận động xóa. Kỳ nghỉ tính làm gì? Hàn Sóc đột nhiên mở miệng, khói thuốc che giấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt. Đàm Hy không phát hiện, chỉ nói, đợi việc bên này giải quyết xong rồi, chắc là về thủ đô. Còn cậu, về thủ đô à, cậu với lục đại soái ca tối ngày bên nhau vậy, không chán hả? Hàn Sóc khịt mũi khinh khỉnh, mấy chuyện tình yêu này, dễ mất mạng lắm. Đàm Hy nhíu mày, mấy lời này sao nghe có vẻ sai sai. Dạo trước chẳng phải cô nương này tính tìm bạn trai sao, sao giờ đột nhiên lại cảm thán như vậy. Có chuyện gì hả, đàm hy nghiêm túc, hàn sóc hấp một hơi khói vào họng, vừa ho vừa cười, không phải chứ. Tớ chỉ nói đại thối, cậu tưởng thật hả, đàm hy chừng mắt cô một cái, chậm mạch, ồ, theo anh lâu rồi, tiếng quảng cũng học được một ít ha. Trước đó tớ đã biết rồi, ok, đàm hy không thèm chấp, được lắm, được lắm, là bé ngoan của anh mà. Trên đường về ký túc xá, Đàm Hy hỏi Hàn Sóc làm gì trong kỳ nghỉ. Có hai cái video cần quay, ba bài hát phải thu âm, còn đại diện cho bốn, năm thương hiệu. Cô giơ ngón tay ra đếm từng cái, không lâu nữa cậu sẽ thấy anh như cái bóng vụ, quay mãi, quay mãi. Lúc đó Đàm Hy chưa để ý đến sự mệt mỏi và không biết phải làm sao trong lời nói của cô, chỉ xem như là than phiền về thói quen, dù gì con người này thường ngày cũng không có giữ hình tượng gì. Ồ! Công ty quản lý đã sắp xếp nhà ở cho tớ ở bên ngoài, chắc sẽ dọn ra đó nhanh thôi. Trước khi về thủ đô, Đàm Hy phải xử lý một số chuyện công ty. Phương án đầu tư quy hoạch cho thực phẩm Cửu Châu bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 5, do nội bộ thịnh mậu thao tác, bao gồm quyền mua bán cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu, bất động sản. Đương nhiên, công ty Cửu Châu cũng cho đoàn cố vấn đến giám sát. Hai bên cùng xem như hợp tác vui vẻ. Giữa tháng 6, cổ phiếu công ty nhiên liệu xe hơi do Cửu Châu mua vào tăng giá, đủ biết chiến lược đầu tư rất chính xác. Thịnh Mậu đưa ra phương hướng đầu tư, công lao không thể chối cãi. Vốn là chuyện tốt, nhưng không ngờ hai bên lại vì thế mà xảy ra sự bất đồng nghiêm trọng, thậm chí làm ầm lên đến tận Đàm Hy và Phùng Thiếu Luân. Chấm chấm chấm, đam Tổng, đám rảnh rỗi đó không chịu nghe khuyên răn, giờ lại còn tự ý thay đổi mật mã tài khoản, chúng ta thật sự không có cách nào tiến hành bản thảo được. Thành viên tổ thao tác tổn bái châu đầy căm phẫn, theo phương án đầu tư đã làm xong, Đáng lẽ khi biên độ tăng của cổ phiếu này vượt quá 25% thì sẽ bán tháo, đây cũng là kết quả rút được của tổ kiểm soát rủi ro sau khi tính toán nghiêm ngặt. Không ngờ nhóm cố vấn trời đánh phía cửu châu cử ra lại không chịu nghe chỉ huy, tính giữ cổ phiếu tiếp tục theo dõi, cho rằng cổ phiếu này còn sẽ tăng được nữa. Nào ngờ, hành vi này đã không khác gì với chơi cờ bạc. Đương nhiên, thịnh mậu không tự nhiên mà đồng ý, cửu châu cũng không nhẹ dạ, kéo dài gần một tuần, hai bên vẫn rằng co nhau chương 615, đóng cửa thì đóng cửa, khóa gì chứ? Đàm Hy ngồi ở phía trên, nghe vậy, trầm ngâm một lúc, có để Trình Vũ qua giao lưu với bên đó không? Trình Vũ là cố vấn pháp luật mới tuyển vào của thịnh mậu, không chỉ xinh đẹp, kỹ năng chuyên ngành cũng vững. Châu Miêu tốn không ít chất xám mới thuyết phục được cô ấy đến thịnh mậu thử làm, trong vòng một tháng, sau đó dù đi hay ở, tuyệt đối không miễn cưỡng. Trình Vũ nghĩ nghĩ, cũng không sợ đối phương gài bẫy, dù gì cô cũng học luật, lúc đó mà muốn thoát thân nhiều cách không ngờ một tháng sau cô lại lựa chọn ở lại nguyên nhân do đâu thì châu miếu cũng hỏi qua nhưng trình vũ không hề nói lúc này nghe thấy đàm hy gọi đích xanh cô sắp xếp lại câu chữ mở miệng nói tôi đã chạy qua đó ba lần lần đầu tính trao đổi trực tiếp với đối phương nhưng tiếc không gặp được lần thứ hai tôi đưa hợp đồng qua thư ký bảo tôi để lại lời nhắn anh ta sẽ chuyển lời lần ba tôi trực tiếp mang thư luật sư đến tận nơi đối phương mới chịu ra mặt nhưng lúc nói chuyện thể hiện rõ không nhập tâm trước sau gì không tới hai mươi mấy phút liền mượn cớ bỏ đi thái độ tồi tệ không giống có thể có chỗ hồi tâm chuyển ý theo lý thuyết lúc đầu hai bên ký tên lên hợp đồng cửu châu cũng tỏ rõ thái độ chỉ nắm quyền giám sát thôi không can thiệp vào chiến lược đầu tư không ngờ giấy trắng mực đen rồi mà vẫn vô ích nói trở mặt là trở mặt trình vũ điềm đạm nói nếu truy cứu ra đối phương đã vi phạm quy định hợp đồng chúng ta có quyền bắt đền hoặc kết thúc hợp đồng. Nếu chọn đền bù, đối phương rất có thể sẽ chọn cách dùng pháp luật, thời gian xét xử sau đó sẽ kéo dài. Nếu như lập tức kết thúc hợp đồng, vậy những cố gắng trước đó đều hoàn toàn uổng phí, hơn nữa hai cách trên đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Dù là cách gì, tôi cũng cho là không nên làm. Trình Vũ bình tĩnh phân tích khách quan, trong phòng họp, bầu không khí rơi vào yên lặng, Linda dài ấn đường, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, không lẽ mặc cho đám người cửu châu làm bừa. Nếu vì vậy mà gây ra tổn thất, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này? Bên phía ta sau khi làm xong nghĩa vụ khuyên nhủ, nếu đối phương vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tổn thất gây nên sẽ do đối phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trình Vũ đứng ở góc độ chuyên nghiệp trả lời, nhưng câu nói đột nhiên đứt đoạn, điều này đối với danh tiếng của công ty sẽ là đòn chí mạng. Đúng vậy, với công ty đầu tư đã không đem lại lợi ích cho khách hàng, mà ngược lại gây tổn thất, dù nguyên nhân gì, do ai làm sai, nay mai sẽ bị gắn mác vô dụng thử hỏi xem nay mai còn ai dám gõ cửa làm ăn ai ken cáu gắt đập bản rồi đứng dậy cùng lắm thì hách tài khoản đi rồi thiết lập lại mật mã chúng nó đã làm được như vậy chúng ta cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông trình vũ lạnh lùng nói lạm dụng internet xâm nhập kinh doanh phạm tội đấy bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao trình vũ lạnh lùng đàm tổng có chủ ý nào hay không mọi người đồng loạt hướng về người ngồi chiếc ghế lãnh đạo đàm hy lãnh đạm không có một biểu hiện dư thừa, đương nhiên cũng có khả năng là do bọn họ nhìn không ra mà thôi. Hôm nay đến đây thôi, chậm nhất ngày mai sẽ cho mọi người cầu trả lời chính xác. Giải tán, đi thẳng về phòng làm việc, đàm hy đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, lẳng lặng sắp xếp những dòng suy nghĩ. 5 phút sau, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Phùng Thiếu Luân. Giỏi lắm, đầu bên kia cúp máy luôn, đàm hy cười nhạt hai tiếng, sách túi xải bước rời đi. Lưu Diệu thấy cô ra khỏi văn phòng với vẻ thù địch, không cần đoán chắc chắn là qua cửu châu, anh liền biết điều đưa chìa khóa ra, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Đàm Hy bắt lấy, bước chân không dừng lại, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Lưu Diệu không nhịn được dùng mình một cái, chỉ than có ai đó xui xẻo rồi đây. Lái xe đến thẳng cửu châu, Đàm Hy mặc kệ sự ngăn cản của thư ký, xông thẳng vào phòng làm việc. Dầm, cửa mở tung, lạch cạch, cửa được khóa, phùng thiếu luân dừng hành động lại, không tự chủ lùi về hai bước, rồi lại nuốt nước miếng vào, hi. Thật ra anh muốn hỏi, cô gái, sáng sớm muốn đóng cửa thì cứ đóng, khóa gì mà khóa. Như vậy ngại lắm biết không, nếu đàm hi mà biết suy nghĩ của anh bây giờ, chắc chắn chưa nói được hai cầu đã bị cắt ngang, mẹ nó, mặt mũi đâu. Còn cần không, Phùng Thiếu Luận cười nói, lâu không gặp, đàm tổng vẫn. Nóng bỏng như vậy, ánh mắt như thiêu đốt, là sự tò mò của một người đàn ông với một người phụ nữ, cũng cho thấy sự hứng thú, đàm hy sau khi vào thì bình tĩnh hẳn, nở một nụ cười, phùng tổng thật nhiều thú vui, có thời gian đi đánh gôn, xem ra có vẻ nhàn nhã. Tuần trước tòa án mở cuộc xét xử, tội danh lưu đông được thành lập, tòa xử 10 năm tù, lão cáo giả này đã hoàn toàn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Tôi nghĩ, không có cây bút thu âm đó, sự việc sẽ không nhanh chóng phanh phui ra. Nhắc mới nói, tôi còn chưa chính thức cảm ơn đàm tổng nữa. Đàm hy chỉ là lấy cái mình cần thôi, trao đổi lợi ích với nhau, không gánh nổi tiếng cảm ơn của phòng tổng. Cần mà, cần mà, con người tôi ân oán phân minh, chỉ một giọt ấn huệ thì phải lấy cả con sống báo đáp. Hơ, đàm hy rất muốn chửi hắn mặt dày, nhưng nghĩ lại mục đích đến đây, cô liền cắn răng nhẫn nhịn. Phút chốc, tiếng cười càng ngày càng sâu, trong mắt người đàn ông thoáng qua sắc đẹp kiều diễm mặn nồng. Có bảo, phùng tổng nếu đã cảm ơn, vậy thì nói xuống không có ý nghĩa gì, chỉ bằng làm điều thiết thực hơn. Ví dụ, Kêu nhóm cố vấn của anh đừng nhúng tay vào mọi quyết định của thịnh mậu nữa, điều này, đối với tổng giám đốc nắm quyền hành lớn như anh mà nói, chắc không hề khó nhỉ. mười 616, anh là thằng hề của khỉ kêu đến hả? Phần 3, sau khi trừ khử cực nhọt lưu đông, quyền hành lớn của công ty đều rơi vào tay của Phùng Thiếu Luân. Anh ta giờ đây tuy là mang danh tổng giám đốc, nhưng đã là người nắm quyền đích thực của Cửu Châu rồi. Chẳng trách mà có tâm tình đi đánh gôn trong văn phòng, đúng là đáng chúc mừng phùng thiếu luôn nghe vậy ung dung thong thả đặt gậy đánh gôn xuống tuy là nói đền ơn nhưng việc nào ra việc nấy con người tôi trước giờ công ty phân minh đàm hy nhướng mày vì vậy nghĩa là không đồng ý rồi thật ra có thể đổi cách khác ó ví dụ lấy thân báo đáp hay ví dụ lấy thịt trả nợ thằng tấm thân này ở đầu sổng ra vậy trong mắt người đàn ông lộ rõ vẻ nghiêm túc không giống đang đùa giỡn anh ta nói đàm hy cân nhắc xem sao hai ta mà ở bên nhau tuyệt đối trở thành liên minh hùng mạnh, đảm bảo kiếm được cả bộn tiền, thấy sao? Anh đang tỏ tình với tôi hả? Cô cười, trong mắt không chút gợn cảm xúc, vô vị, Phùng Thiếu Luân không nhịn được liền cảm giam. Ngoài miệng thì nói, cô cứ xem như là một lời đề nghị, còn tôi thì toàn quyền phối hợp thôi. Vừa nói, còn mở bàn tay ra, ý chỉ tùy ý hải ngắt. Đàm Hy nhếch miệng, cười như không cười, hồi lâu nói ra một câu. Xin hỏi phòng tổng, anh là thằng hề do khỉ kêu tới sao hả? Thằng hề do khỉ kêu tới, đoạn này khởi nguồn từ một tình tiết trong tiểu thuyết Tây Du Ký khi Hồng Hải Nhi nói với Bồ Tát, bà là cứu binh do con khỉ gọi đến hả? Do Hồng Hải Nhi tuổi còn nhỏ thiếu hiểu biết, cứ tưởng đuổi được ngộ không thì cứu binh cũng chỉ là hạng bất tài vô dụng. Đáy mắt người đàn ông thoáng chút u tối, liền đổi giọng, cô tưởng tôi đang đùa giỡn sao? Giọng điệu của đàm hy cương quyết, bất kể anh đùa cũng được, nghiêm túc cũng được, chị đây đã có tình nhân rồi, còn anh, nép qua một bên. Phùng Thiếu Luân không tin, anh ta đã tìm người điều tra đàm hy rồi, xuất thân thủ đô tập đoàn đàm thị, khó trách có năng lực kinh doanh cả một công ty đầu tư như vậy. Hơn nữa, một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu thì có kinh nghiệm yêu đương gì chứ? Nhưng lại không ngờ đến, những gì anh ta điều tra qua đều chỉ là vài cọng lông, cũng chưa từng thử đoán xem, sau lưng đàm hy ngoài tập đoàn đàm thị mà anh ta biết, có thể còn có ngọn núi hùng mạnh hơn. Đàm hy phùng thiếu luôn gọi thẳng tiến cô, cô đừng mượn cớ cho qua, hôm nay đã đến đây rồi, tôi cũng đem lời nói thẳng, muốn nhóm cố vấn không nhúng tay vào chiến lược đầu tư, rất đơn giản, đồng ý làm bạn gái của tôi. Hả, Đàm Hy thực sự bị những lời như đúng rồi của anh ta làm chọc cười, soi anh ta từ đầu đến chân, người anh em, sự tự tin của anh ở đâu ra vậy? Phùng Thiếu Luân sắc mặt chìm hẳn xuống, nhắc lại lần nữa, tôi không đùa giỡn. Thật ra suy nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu anh ta từ rất lâu rồi. Lúc còn ở nước ngoài, Phùng Thiếu Luân cũng khá là phóng đáng, qua lại với khá nhiều bạn gái. Nhưng lâu dần, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, quanh đi quẩn lại vẫn thấy thiếu thứ gì. Đó, sau khi về nước, anh ta cứ thế sống một cuộc sống thanh đạm không yêu đương. Sắc đẹp trước mặt nhưng lại không khiến anh hưng phấn, thậm chí anh còn nghi ngờ phương diện đó của mình. Còn khờ khảo chạy đi chuyên khoa nam để kiểm tra, kết quả cho thấy mọi thứ bình thường. Anh cảm thấy, có thể mình già rồi, không, là chín chắn rồi, dần chững chạc theo từng năm trôi qua. Cho đến khi gặp Đàm Hy, gặp cổ ở trên thuyền son, Giây phút cô gái cúi người bước vào, trong mắt Phùng Thiếu Luân thoáng qua sự thán phục và sự khen ngợi không che giấu. Lần đầu anh phát hiện, thì ra con gái mặc Âu phục cũng có thể chính trực như vậy, thậm chí còn trầm tĩnh và nho nhã hơn so với người đàn ông như anh ta. Chỉ ngại tình cảnh lúc đó, Phùng Thiếu Luân không tiện thể hiện cảm xúc, vì vậy trước khi Đàm Hy quay qua nhìn, anh đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Lần thứ hai gặp mặt, cô đem theo phương án đầu tư quy hoạch được làm mới, chưa đầy 10 ngày, so với bản thứ nhất còn chi tiết và xuất sắc hơn. Sau đó, là đàm phán giữa hai bên, sau cùng cô đưa cây bút thu âm ra, anh cũng đồng ý giao toàn quyền đầu tư 5 năm tiếp theo cho thịnh mậu quản lý. Phùng Thiếu Luân một lần nữa được biết đến sự khó dây dưa của cô gái này. Không thể phủ nhận, đàm hy rất có năng lực, nếu chỉ là cô gái có dáng vẻ hợp khẩu vị của đàn ông thì Phùng Thiếu Luân sẽ không vương vấn như vậy. Trên đời này người đẹp vô số kể, bông nào mà chẳng phải ngắm nhìn. Nhưng đàm hy không như vậy cô gái này không chỉ xinh đẹp, lại còn làm việc được. Với lại ra thế cũng xứng đối với anh ta, nếu có thể lấy về nhà, vợ chồng kết hợp tuyệt đối có thể dẹp sạch mọi đối thủ. Đàm Hy có thể đoán được suy nghĩ của phòng thiếu luân, nếu nói thích cô thì chính xác hơn là thích năng lực và cách làm việc của cô. Người buôn bán coi trọng lợi ích, quả nhiên không sai. Cũng may, Phùng Thiếu Luân cũng không che giấu ý đồ đích thực của mình, anh nói rất rõ nếu hai ta ở bên nhau, đảm bảo kiếm được cả bộn tiền. Vẻ ngoài không đẹp, nhưng được cái không giấu giếm ở mức độ nào đó đàm hy khá phục sự thẳng thắn của anh dẫu sao không phải con quả đen nào cũng thừa nhận mình đen phùng thiếu luân thừa nhận rồi đấy chứ đàm hy không muốn nói nhảm với anh trước tiên đề nghị của anh tôi từ chối tiếp theo cho anh hai tiếng suy nghĩ nếu nhóm cố vấn vẫn không chịu đưa mật mã tài khoản ra gây phiền cho thịnh mậu tôi sẽ lập tức hủy hợp đồng đồng thời bắt đền bù cho dù kiện lên cũng không hề tiếc ánh mắt người đàn ông trầm xuống cô phải biết rằng, hiện lên tòa án chỉ làm cho hai bên thương tích đầy mình. Tôi chịu được, đàm hy, anh suy nghĩ kỹ đi, 4 giờ chiều hôm nay cho tôi câu trả lời. Nếu không có, tôi chỉ có thể kêu luật sư đến đây nói chuyện với anh thôi. Đàn bà không nên mạnh mẽ như vậy, không dễ thương chút nào. Hơ hơ, ai cần anh thương chứ? Đàm hy vẻ ngoài cười bên trong thì ngược lại, chương 617, sợ rằng, thật sự rất rồi. Nhìn bóng dáng cô gái nghênh ngang bước đi, phùng thiếu luân đau đầu một trận không thể chịu thua hay nói vài câu hay hay được sao con gái con đứa mà đi học trò cố chấp hay lắm sao đúng là tiếc cho khuôn mặt kiều diễm đó chưa đến hai tiếng đồng hồ trưởng nhóm cố vấn đích thân gọi điện cho đàm hy không chỉ dặn dò số mật mã tài khoản còn một mực xin lỗi đàm tổng thật sự đáng tiếc chúng tôi vốn dĩ không tính can thiệp vào thịnh mậu dù gì sàn cổ phiếu thay đổi miết ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì biến cố gì nếu vì vậy mà gây tổn thất chúng tôi cũng không trả nổi cái nợ này nói tuyệt ra bọn họ cũng là làm công ăn lương tội gì gánh mối nguy hiểm lớn đi theo gây thù chuốc oán với thịnh mậu cũng không phải loại ăn no dối việc ai tình nguyện chịu làm mấy chuyện vừa tốn công vừa tốn sức đó chứ ánh mắt đàm ghi ngưng động giọng điệu dần nguy hiểm phùng thiếu luôn cố ý kêu mấy anh làm vậy phải không đầu bên kia im bặt một hồi vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng cúp máy đàm hy nắm chặt điện thoại mặt không cảm xúc. Vào ngày thứ hai tài khoản được trả về, sáng sớm vừa mở sàn, Iken liền tống hết toàn bộ cổ phiếu của công ty nhiên liệu xe hơi di. Sau khi trên màn hình hiển thị giao dịch thành công, anh thở một hơi dài, sống lưng thẳng có phần thả lỏng, dựa vào chiếc ghế. Đằng sau, Lâm Sảng thấy vậy, phi cười một tiếng, xếp, sao xếp giống vừa đánh trận xong thế. Bật máy lạnh mà lưng vẫn ướt súng, Iken liếc anh một cái, cái này còn khổ hơn đánh trận nữa, ok. Chỉ là bản thảo cổ phiếu thôi mà, cậu lo lắng cái gì? Cổ phiếu này tăng trưởng ghê quá, tôi và đàm tổng từ lâu đã phát hiện không bình thường, chỉ sợ đằng sau có ai tại to mặt lớn điều khiển, cố ý tăng giá. Mấy hôm nay tài khoản không nằm trong tay, muốn bỏ cũng bỏ không được, giống như người ngồi trên mặt bằng đá, không biết khi nào đạp hụt nữa. Điều đáng sợ không phải bản chất có nguy hiểm, mà là biết rõ nguy hiểm nhưng không thể đoán biết được khi nào đến. Thời gian chờ đợi mới là đỉnh điểm của sự sợ hãi chật, lâm sảng dùng mình một cái, sao tôi cảm thấy thế thảm ghế vậy? Ai Ken thở dài, người anh em, anh còn trẻ lắm. Làm ơn đi, hình như anh còn nhỏ hơn tối hai tuổi đó, anh hai à. Tôn bái châu trở về từ phòng giải khát, làm ly cà phê đen cho Ai đặt trên bàn làm việc, theo tình hình trước mắt cho thấy, cổ phiếu này còn có thể tăng trưởng, ít nhất qua được buổi sáng hôm nay, nói không chừng còn leo thêm được mấy trăm điểm nữa. Chẳng trách mà đám cửu châu nhát gan cứ không chịu buông. Ai ken nhíu mày lại, anh nói thì hay lắm, lỡ mà trượt. Vãi, chưa đợi anh nói hết, Lâm Sảng chỉ về phía màn ảnh, không nhịn nổi chửi thề, mặt còn như thấy ma vậy. Mấy người đưa mắt nhìn qua, mặt người nào người nấy đều đặc sắc. Tôn Bái Châu trước đó không lâu còn thề thốt nay mặt đỏ tới mang tai, cái tát này quá thanh thúy. Trời mẹ, trượt giá thật kìa, vãi, 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 cái đà này đáng sợ quá, mau xem lượng giao dịch. Xong, lần này hay rồi người mua lẻ đã bắt đầu bản ra như điên, may chúng ta nhanh chân, với cái đà này thì chưa đầy hai tiếng đồng hồ, rất hết chẳng còn gì đấy chứ. Ai Ken nín thở hồi lâu mới nhả ra một hơi thở nặng nề, sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi lạnh. Cũng may, cũng may tối qua đàm hy gọi điện dặn tới dặn lui kêu anh sáng nay sàn vừa mở là bán đi ngay. Ai dố, vẫn còn rất kia, không có chút dấu hiệu gì tăng trở lại cả, ghế thật. Bởi người bị lọt hố không phải họ, vì vậy mới có tâm trạng rãnh rỗi vừa nhâm nhi đổ ăn, vừa nói chuyện phiếm, cứ như xem phim vậy. Còn bên Cửu Châu, trong văn phòng tổng giám đốc, Phùng Thiếu luôn buông chuột xuống, thật sự, quá ảo, lúc này, anh mới ý thức được việc mình mượn cử uy hiếp đàm hy hi ngu ngốc đến mức nào. Nếu như đàm hy không chủ động tìm tới tận cửa, có thể anh vẫn để nhóm cố vấn tiếp tục nắm giữ tài khoản, để rồi bây giờ. Phùng Thiếu luôn cảm thấy ra đầu như tê dại, căn bản là anh ta không dám đặt giả thiết cho hậu quả thế này. Hoặc là giữ khư khư, cố gắng chờ mình, nhưng khả năng quá nhỏ bé hoặc là bán túng bán tháo kịp thời ngăn tổn thất nhưng đến lúc đó vẫn sẽ bị lỗ nặng đôi mắt người đàn ông thoáng qua nét phiền muộn chịu không được liền gọi điện cho đàm hy có việc gì có thể biết là anh đến hai từ a lô đơn giản vậy mà cô gái cũng cắt bớt đi xin lỗi phùng thiếu luận khó khăn nói đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng rồi kết thúc ngay cuộc gọi phùng thiếu luận cười khổ ngồi trên ghế văn phòng ánh mắt trầm ngâm đây là lần đầu tiên anh ta tự kiểm điểm bản thân với tâm trạng phức tạp và đầy thất bại là người nắm giữ quyền quyết định của cả một công ty anh không đủ bình tĩnh là một người đàn ông hôm qua lại bị người mình tỏ tình từ chối vẫn là thất bại xem ra thật sự phải bày tỏ bằng thành ý mới được phùng thiếu luân chìm trong suy nghĩ còn người chủ động kết thúc cuộc gọi là đàm hy cũng không đến nỗi bực bội như trong tưởng tượng trái lại mép môi vểnh cười có chút lém lỉnh nhiều nhất vẫn là thấm thủy nếu có thể Cô rất muốn nói với tên hề họ Phùng đó một câu, người anh em muốn lăn lộn thì đều có nợ phải trả cả. Nhưng để đạt được hiệu quả cốt truyện, cô đã nhịn không nói. Dẫu sao, bứt dây động rừng không phải là cách sáng suốt. Hai ngày tiếp theo, cổ phiếu này như được đà vậy, cứ rớt xuống không ngừng. Lâm Sảng, với tình hình này, tuyệt đối nằm sàn rồi, thương. Tôn Bái Châu, không quá hai ngày, rớt đến lủng đáy rồi. Lưu Đông Thanh, nói chứ, xí nghiệp này rốt cuộc sao vậy? lúc đầu còn tăng mạnh, sao trong thời gian ngắn có thể thảm hại vậy? Sếp, không phải đã nói sau lưng có nhà cái lớn sao? Ai Ken đang muốn nói thì đàm hy đi vào, bởi vì nguồn vốn của xí nghiệp này có vấn đề, tăng càng nhanh, lỗ hồng càng lớn, sau cùng rất nằm sẵn ngay. Đàm tổng, mấy người chào xong, ai cũng đứng dậy cả, vẻ mặt thấp thỏm, động tác cẩn trọng. chương 618, gan to bằng trời. Đàm Hy vẫy vẫy tay, tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Bà chủ đã bình dị dễ gần vậy, cả dàn lớn nhỏ đều thấy nhẹ nhõm hẳn. Lâm Sảng, Đàm Tổng, nếu biết nguồn vốn của đối phương có vấn đề, vậy tại sao lúc đầu còn mua vố? Đàm Hy cười cười, cười bất luận có vấn đề hay không, có thể kiếm được tiền thì sao cũng được. Trong lòng Lâm Sảng như có một người nhỏ gặp người sát đất, anh ta giơ ngay ngón cái lên, nhận xét của giám đốc, tuyệt vời. Ai ken một chân đá qua, bớt nịnh hót, tôi nịnh Đàm Tổng, chứ có nịnh anh đầu, vậy cũng quản hả. Tôn bái châu ra phòng trà bánh lấy chút nước ấm, đưa cho đàm hy uống chút nước sau đó kéo cái ghế từ bên cạnh tới mời cô ngồi xuống cũng may là chúng ta rút nhanh nếu không đã chết chắc rồi hai ngày bán tháo liên tục giá cổ phiếu rất đạt đến một cảnh giới lúc này mới bán ra thì chắc chắn không hoàn vốn được chỉ thể cắn răng chịu đựng hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích đàm hy từ chối cho ý kiến với lần này cô tiện tay xé nửa tờ giấy trắng lục trong túi sách mò ra cây bút mực viết về một hồi rồi đưa cho ai ken ai nhận lấy sau khi nhìn kỹ đã không nhịn được sự kinh ngạc trong đôi mắt, đây là tài khoản cổ phiếu, đàm hy gật đầu, sáng hôm nay trước báo cáo cuối ngày, có thể mua vào bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu, tiền vốn đến trong tài khoản công ty, chắc đủ. Mọi người chố mắt nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc, lâm sảng nuốt nước miếng, đàm tổng, cô, kêu chúng tôi mua cổ phiếu của công ty năng lượng xe hơi này hả? Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lỗ tại anh có nghe lầm không? u ừ, không phải, cổ phiếu này sắp xuất giá đến đo sàn rồi, hiện tại mọi người đều bán được thì bán, sao cô lại? Lâm Sảng bối rối vô, cùng, anh đã làm trong ngành này không ít năm, cũng chưa từng thấy kiểu chơi này. Thế này là cần tiền liên nước rồi còn gì, anh không chịu được kéo tay áo của Aiken, tỏ ý đối phương khuyên. Vài câu, Aiken mặt rất cẩn trọng, dường như trầm tư, hồi lâu mới nghe anh thốt ra một câu, chúng tôi có thể biết lý do không? Đàm Hy vuốt cằm, suy nghĩ một chút, gom cổ phần giá thấp, giá hiện tại cũng khá là thấp mọi người ngã quỷ, thấp thì đúng, nhưng mua vào chỉ lỗ mà thôi, xếp à. Tuy trong lòng không hết nghi ngờ, nhưng đàm hy kiên quyết, bọn họ cũng chỉ thể làm theo. Bốn người đăng nhập vào tài khoản, bắt đầu mua vào. Đàm hy ngồi một hồi, đứng dậy ra ngoài, lâm sảng hít một hơi, bỗng rừng buông lỏng toàn thân, xếp cuối cùng cũng đi rồi, sao lưng anh đã cứng đơ không còn cảm giác, sếp, đàm tổng chơi chiêu gì vậy nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi, ném tiền vào cái hố sâu như vậy, tuy không phải của mình nhưng lâm sàng nghĩ thấy cũng đau lòng đó cũng là tiền đấy chứ ai ken nghe vậy tay vẫn tiếp tục thao tác cô ấy làm vậy chắc chắn đã cân nhắc qua chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ là được tôn bái trậu gật đầu tôi ủng hộ cách nói của sếp con người đàm tổng nói sao ta thẩm tàng bất lộ đã đến cảnh giới ta muốn rồi cô ấy dám bỏ ra số vốn vậy chứng tỏ không phải đùa giỡn lúc nãy anh kiểm tra số dư tài khoản công ty con số tám chữ sổ sáng lóa thật sự mù cả mắt chó. Hai, mọi người nói xem đàm tổng có phải biết được nội tình gì. Cảm thấy cổ phiếu này nhất định sẽ tăng lên, nên mới thừa dịp giá thấp cho tay mua vào. Nội tình, không thể nào, thời đại này rồi, giám sát chứng khoán canh ghê lắm, chế độ giám sát thị trường cũng càng ngày càng hoàn thiện, trừ phi là cấp cao hội đồng giám sát chứng khoán và người của công ty đối phương mới nắm được thông tin trong tay. Mấu chốt là, đàm ghi không rơi vào hai trường hợp kể trên. Vậy sao đàm tổng biết chắc chắn sẽ tăng giá? Lời này vừa nói ra, đột nhiên yên lặng hẳn, nói ngược lại, nếu thật sự là cố không chắc chắn có thể tăng hay không, vậy. Ai Ken nức nở một tiếng, gan to bằng trời. Lâm sảng, lần này, tôi phục sát đất, tồn bái châu, gan to no chết, gan bé đói chết. Hình như tối hơi hiểu về ý nghĩa của câu nói này rồi. Lưu Đông Thanh, đàm tổng của tôi lợi hại quá. 11 giờ 30 sáng trong ngày đóng sàn, bốn tài khoản cộng lại đã thu về được 3 triệu cổ phiếu. 13 giờ chưa mở sàn lại, tổ thao tác tiếp tục hành vi phá nhà, cho đến 15 giờ báo cáo, tổng tích lũy thu về 7 triệu 580 nghìn cổ phiếu, tổng giá trị đạt hơn 9 triệu nhân dân tệ. chậc chẳng trách ai cũng gọi đàm tổng là kho bạc di động mini, quả nhiên là hào phóng. Trong lòng tôi cứ thấp thỏm, lần đầu năm trong tay nhiều tiền như. Vậy, trái tim bé nhỏ run lên liên hồi, dọn dẹp rồi tan ca thôi, sáng sớm ngày mai dậy sớm canh sản. Ô, 5 giờ 40, đàm hy chuẩn bị tan ca, vừa mới thu dọn đồ đạc, điện thoại rung lên phùng thiếu luân cô liếc qua màn hình nhíu mày không biết nghĩ đến cái gì chợt cười như khói mù đã quét sạch tâm tình nhất thời chuyển biến tốt phùng tổng có việc gì không đàm hy ung dung thong thả không nhanh không chậm tim người đàn ông rung động hẹn cô ăn một bữa cơm thấy thế nào không có công lao không hưởng lộc không nhận nổi một bữa cơm của phòng tổng đâu lời này tôi không thích nghe mấy hôm trước may là cô kịp thời bán hết ra cổ phiếu của công ty nhiên liệu xe máy đó nếu không giờ đây đã bị treo, việc này không xem là công lao sao, đàm tổng quá khiêm tốn rồi. Lấy tiền người ta, thay người ta giải nạn, cửu châu cho thịnh mậu 10% lợi nhuận, tất nhiên chúng tôi sẽ dốc sức hoàn thành thật đẹp rồi. Phùng Thiếu Luân không muốn vòng vo dài hơi với cô, đi thẳng vào vấn đề, được, bỏ qua việc công lao gì đó đi, tôi chỉ muốn mời cổ bữa cơm, nói đi, có đồng ý hay không. chương 619, ý của từ ồ, cùng ăn tối. Thật ra Phùng Thiếu Luân không phải dạng người kiên nhẫn, anh ta tự thấy mình đối xử với Đàm Hy đã đủ khoan dung dối. Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, được, chẳng qua là ăn cơm thôi, việc đơn giản thế mà phải không? Yêu si, đối phương trả lời chấp nhoáng, người đàn ông lại thấy luống cuống, trong bụng sinh ra nghi ngờ. Nhưng Phùng Thiếu Luân hồi phục lại rất nhanh, anh an ủi bản thân. Ăn cơm thôi, không cần chuyện vé xé ra to như vậy. Chỉnh lại giọng, sắp xếp, 6 giờ cô xuống lầu, tối lái xe qua đó vừa kịp ok quyết định vậy đi cho đến khi kết thúc cuộc gọi phùng thiếu luân vẫn có chút mơ màng cô nhóc này đổi tính rồi sao lại dễ dàng đồng ý vậy anh vẫn có chút không quen đàm hy không vội ra về nữa ngồi trên ghế xoay tới xoay lui bắt đầu chơi điện thoại mở wechat ra tìm chàng ngốc hôn gió thật ra đàm hy chỉ tính chơi thôi không ngờ đối phương lại trả lời dù gì thì đại điểm điểm của cô là lão già cổ lỗ sĩ không biết gõ chữ bằng điện thoại không ngờ, bên đấy lại trả lời nhanh như vậy, ừm. Chắc không đến một phút, chàng ngốc lại bắt đầu dụ dỗ ư. Đàm Hy, đây là hôn gió mà. Chàng ngốc lẳng lơ, Đàm Hy chửi thầm một tiếng, cắn môi, đột nhiên hai mắt sáng rỡ. Đàm Hy, đại điểm điểm, em chỉ lẳng lơ với anh thôi, hôn gió, hôn gió. Đợi gần nửa phút sau, mới thấy WeChat có tiếng tin nhắn. Chàng ngốc, em thiểu đòn. Đàm Hy, chàng ngốc, cô nhóc thừa nhận rồi. Bình thường không dễ nói vậy, Quả nhiên, Đàm Hi, ô tức là miệng em. Đàm Hi, anh muốn không xấu hổ. Đầu dây bên kia không có phản ứng. Đàm Hi bĩu môi, chửi hai tiếng mất hứng. Thấy cũng sắp tới giờ, cô cất điện thoại, rời khỏi văn phòng, vừa xuống dưới lầu, liền thấy một chiếc may bách chạy tới, phút chốc thu hút mọi ánh nhìn. Phùng Thiếu luấn mặc bộ âu phục màu be, tóc chải hết ra sau, có lẽ do tập luyện lâu năm, vai này, eo này, cũng miễn cưỡng là tam giác ngược. Tại sao miễn cưỡng bởi vì đàm hy từng thấy qua dáng chuẩn hơn, đôi mắt híp lại, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh mình trần của ai đó. Tuy đàm hy mắng anh là lão lưu manh, nhưng thân hình của lão lưu manh thật sự rất chuẩn. Sự cám dỗ chí mạng, sau khi phùng thiếu luân xuống xe, anh không vội vàng chạy đến bên cô, mà vòng qua phía ghế phụ, lấy ra một bó hoa hồng tươi. Khóe miệng đàm hy hơi co giật, người đàn ông đi qua, đưa tay, ánh mắt tràn ngập sự chân thành, tặng cô. Ồ, đàm hy không nhận lấy bầu không khí có chút lúng túng. Phùng Thiếu Luân không thể thấy trước sự hài lòng hay không hài lòng trên mặt cô, thản nhiên thu tay lại, đương nhiên cũng thu bó hoa hồng về, cười rồi giúp cô mở cửa xe ghế ngồi phụ, mời. Đàm Hy ngồi vào, cúi đầu cảm ơn, người đàn ông ném bó hoa cho một lao công vệ sinh bên dưới, sau. Đó lên xe, nhấn ga, xe chạy như tên lao mất. Đàm Hy nhướng mày, chỉ cười không nói, cũng nóng nảy ra phết, chiếc may bách chạy như bay, sau cùng đỗ lại ở trước cửa nhà hàng Pháp cao cấp trong trung tâm thành phố. Hoan nghênh quý khách, hai người được phục vụ dẫn vào bên trong, Phùng Thiếu Luân rất ga lăng kéo ghế cho cô, đàm hy lãnh đạm nói lời cảm ơn. Sau đó gọi món, lên món và bắt đầu ăn, Phùng Thiếu Luân lái xe nên không uống rượu, đàm hy cũng không có hứng thú, hai người chỉ ngồi đối diện nhau ăn trong yến, lặng, đàm hy thưởng thức món ngon, xem ra tâm tình rất tốt. Người đàn ông có chút buồn bực, anh hẹn đàm hy ra để bồi đắp tình cảm, kết quả cứ vòng vo thế này trong lòng không sáng khoái đến đồ ăn ăn vào cũng không thấy mùi vị gì cả lúc này chắc đã nghỉ hè rồi nhỉ nếu đối phương không mở miệng vậy anh sẽ chủ động phùng thiếu luân không tin mình không giải quyết được cô nhóc này ô lại không trò chuyện tiếp được rồi a à, dạo này thịnh mậu bạn không có chút cô đang chuẩn bị tiếp nhận công ty chi nhánh bên này của lục thị nên có chút tài liệu phải chuẩn bị phùng thiếu luân không cho là vậy tuy thịnh mậu thời gian gần đây thành tích có chút chuyển biến tốt nhưng hợp tác lớn nhất chỉ có cửu châu ngoài ra chỉ là đơn hàng khách lẻ bận bịu gì chứ mượn cớ thôi còn chuyện đàm hy trước đây nói cô đã có bạn trai rồi phùng thiếu luân cũng không tin từ chối anh cũng không biết tìm lý do nào tốt hơn sao mắt đàm hy khẽ nhích không biết nghĩ ra cái gì đột nhiên mở miệng phùng tổng nói bữa cơm này là cảm ơn tôi kịp thời bán tháo cổ phiếu không đến nỗi bị treo phải không anh ta gật đầu quyết định sáng suốt ngày không chỉ vượt qua được khó khăn còn giúp cửu châu kiếm không ít tiền cô là công thần ánh mắt đàm hy chuyển động cô thở dài cũng không biết trước đó là ai không chịu nhà mật khẩu tài khoản ra nếu chậm thêm chút nữa tôi tin rằng hôm nay phòng tổng sẽ không có tâm trạng ngồi đây ăn bữa ăn pháp lãng mạn như vậy như nhau thôi điều này phùng thiếu luân thật sự khâm phục đàm hy ánh mắt của người con gái này quá tinh vốn dĩ ngành tài chính này hay bị đồn là có thể tay không bắt được sói trắng mà kỹ thuật bắt sói của đàm hy cũng thật cao siêu nếu không phùng thiếu luân sao có thể mong muốn nhanh chóng kéo cô về phe mình đến vậy phụ nữ nếu xinh đẹp thì chỉ được gọi là bình hoa vừa có năng lực vừa xinh đẹp đây mới là tác phẩm nghệ thuật không thể nghi ngờ đàm hy chính là một trong những món hoàn mỹ đó khiến người ta rung động ăn tối xong phùng thiếu luân đưa cô về trường chiếc may bách dừng ở cổng trường đại học t